169 Học tục kỹ thuật dĩ tự hoặc giới. Giới học kỹ thuật thế tục để nuôi sống. 169.1 Giới tướng. Phần giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni học thế tục kỹ thuật dĩ tự hoặc mạng ba vật đề. Nghĩa thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni học kỹ thuật thế tục để tự nuôi sống thì phạm tội ba vật đề. 169.2 Duyên khởi Bây giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước xá vệ. Khi ấy, lục quần tỳ kheo ni học tập chú thuật để tự nuôi sống chú thuật hoặc là chú chi tiết chú sát lợi chú khởi thi quỷ hoặc là học biết tướng chết biết những âm thanh của các loài chim quý tỳ khâu ni khác nghe biết trong đó có những vị thiểu dục liền quở trách lục quần tỳ khâu ni rằng tại sao các chị lại học các thứ kỹ thuật thậm chí học những thứ chú để biết âm thanh của các loài chim như thế quở trách xong quý tỳ kheo ni này bạch với chư tỳ kheo, chư tỳ kheo bạch lên đức Phật để kiết giới này. 169.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Là chú thuật kỹ thuật trong thế gian vì mục tiêu nuôi sống. Độc tụng rõ ràng thì phạm. 169.4 phạm tướng nhược tỳ kheo ni ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước học thế tục kỹ thuật dĩ tự hoạt mạng ba vật đề kỹ thuật thế tục có rất nhiều ngành đại phàm người thế tục học các thứ ngành nghề để mưu sinh có những thứ chú thuật có thể nghe được âm thanh của các loài chim thú nếu học và đọc tụng rõ ràng thì phạm tội ba vật đề. Tụng mà không rõ thì phạm tội đột kiết la. Là... 169.5 Kim chế Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Là... Ba chúng sau cũng phạm tội đột kiết la. Là... 169.6 Khai duyên Những trường hợp không phạm Trường hợp học thần chú để trị bệnh trùng trong bụng, trị bệnh đau bụng vì ăn đồ để cách đêm không tiêu, đọc sách học tụng, hoặc học luận thế tục vì mục đích chiết phục ngoại đạo, hoặc là học, đọc chú để hộ thân mình, chứ không vì mục đích mưu sinh thì không phạm. 169.7 Tập giải tỳ kheo ni không nên học tập kỹ thuật thế tục để mưu sinh. Những ngành kỹ thuật thế tục đại loại gồm có thiên văn, địa lý, y học, bói toán, làm văn, viết sách, cầm, kỳ, thi, họa, ca hát, ngâm vịnh, vũ, diễn kịch, huyễn thuật, phù chú, công xảo, kỹ nghệ, làm nông, làm vườn, chiến thuật, vũ khí, vân vân người Phật tử xuất gia cần phải xa lánh, không nên học tập những điều nói trên. Trong luật tứ phần quyển 53 thuyết minh, người xuất gia Phật tử cần phải xa lìa những việc buông lung, không được đeo tràn hoa thơm, chuỗi anh lạc, không được ca múa, hát sướng, cũng không được đi xem nghe, không được ngồi trên giường cao, rộng lớn, không được ăn phi thời, nên ăn lúc đúng ngọ, không được giữ gìn cầm nắm kim ngân thất bảo. Không được cưới vợ, hầu thiếp đồng nữ. Không được chứa nuôi tôi trai, tớ gái, voi, ngựa, gà, chó, heo, dê, ruộng vườn, nhà cửa, cùng cất chứa những đồ vật. Không được dối gạt người để chứa cân non giả thiếu. Không nên xúc tích những ác vật và buôn bán nuôi sống, chặt tay chân chúng sinh, sát hại, trói gột người, tước đoạt tiền tài của người, sai khiến người làm việc nặng nhọc rồi không trả tiền công. Không được nói lời giả dối để sinh ra những chuyện tranh tụng, làm cho mọi người xa nhau. Sa môn thích tử phải đoạn tất cả những điều như thế. Khi đi phải đúng thời, phi thời không nên đi. Ăn uống phải lượng bụng, mặc phải lượng độ nơi thân. Chỉ nên vừa đủ mà thôi, y bác luôn giữ bên mình cũng như chim bay luôn cần hai cánh tỳ kheo nên như thế như sa môn của bà la môn khác thọ đồ tính thí của người mong cầu tất cả đồ vật chứa để thức ăn uống y phục hương vị xúc pháp tỳ kheo xuất gia phải xa lìa những việc không nhàm đủ như thế như sa môn của bà la môn khác ăn vật tính thí của người chứa để các thứ giống trồng tỉa cây cối phát hoại chỗ ở của quỷ thần sa môn thích tử phải xa lìa những việc như thế như sa môn của bà la môn khác ăn vật tính thí của người chỉ làm những phương tiện mong cầu lợi dưỡng nằm ngồi trên giường cao rộng trang trí bằng các thứ bảo vật như ngà voi dùng mền nệm theo vẽ tạp sắc Sa môn thích tử phải xa lìa những thứ lợi dưỡng như vậy. Như sa môn của bà la môn khác, ăn vật tính thí của người, chỉ làm những phương tiện mong cầu trang nghiêm nơi thân mình, dùng tô dầu xoa thân thể, dùng nước thơm tắm gội, dầu thơm xông ướp, chải đầu, đều mang tràng hoa đẹp, nhuộm y màu sắc rực rỡ, đeo các thứ trang sức trên đầu và mặt dùng chỉ màu cột trên cánh tay cầm tích trượng tốt đẹp rỗng bên trong cầm đao kiếm dù khổng tước dùng ngọc làm quạt dùng kiến soi mặt mang dép da tạp sắc, mặc y phục thuần trắng sa môn thích tử cần phải xa lánh những việc trang vận như thế như các sa môn của bà la môn khác ăn vật tính thí của người chuyên làm những trò chơi như đánh cờ, đánh bạc, su bồ, vân vân. Sa môn thích tử cần phải đoạn tuyệt những trò chơi như thế. Như sa môn trong bà la môn khác, ăn vật tính thí của người, chỉ nói những pháp chướng ngoại đạo, nói việc vua, quan, việc trộm cướp, nói những việc chiến đấu quân sự, nói chuyện xe cộ, nói những việc ra vào cửa quan, những việc nằm ngồi, những việc phụ nữ, y phục, ăn uống bà con chòm xóm thấy sự nhân tình suy nghĩ những việc thế gian những việc vào trong biển cả sa môn thích tử cần phải đoạn trừ tất cả những nghiệp chướng ngoại đạo pháp như thế như sa môn của bà la môn khác ăn vật tính thí của người dùng vô số phương tiện truyền nói những lời khoa mỹ nịnh bợ hiện tướng chê bai đem lợi cầu lợi sa môn thích tử phải xa rời những lời chua nịnh tà mạng như vậy. Như sa môn của bà la môn khác, ăn vật tính thí của người, thường cùng nhau giảng luận, tranh cãi, hoặc chốn quan phiên, hoặc nơi ao tắm, hoặc nơi giảng đường. Nói rằng, tôi biết pháp luật như thế, ông không biết gì hết. Ông xu hướng theo đường tà, tôi xu hướng theo đường của chánh pháp. Dùng lời trước để ra sau, lời sau đem ra trước tôi có thể nhẫn nhục ông không thể nhẫn nhục tôi thắng ông ông chỉ nói cuồng vọng tôi cùng với ông nghị luận tôi hôm nay đắc thắng nếu ai hỏi tôi liền trả lời sa môn thích tử cần phải đoạn trừ những việc tranh luận như thế như sa môn của bà la môn khác ăn đồ vật tính thí của người chỉ mong làm những việc đi sứ làm kẻ thông tin cho quốc vương làm đại thần cho quốc vương, làm bà la môn cư sĩ phân vân để đi nơi này nơi khác, đem tin chỗ này đến chỗ kia, chỗ kia đến chỗ này, tự mình làm như thế, còn suối bảo người khác cũng làm như thế. Sa môn thích tử cần phải xa lìa những việc làm thông sứ như vậy. Như sa môn của bà la môn khác ăn vật tính thí của người, chỉ làm những việc trò chơi thi đua như thi bắn, thi múa đao, kiếm, múa gậy, đá gà, đua chó, đua heo, đua dê, đua nai, đua voi, đua ngựa, đua lừa, đua trâu, đua trâu lê, trâu nước hoặc các cuộc thi chạy việc giả dành cho nam nữ thanh niên hoặc là đồng nam đồng nữ. Sa môn thích tử cần phải đoạn trừ tất cả những trò du khí như thế như sa môn của bà la môn khác ăn vật tính thí của người nhưng lại làm những pháp chướng ngại đạo tà mạng tự sống coi tướng tốt xấu của nam nữ nuôi súc sinh để cầu lợi dưỡng sa môn thích tử cần phải đoạn tuyệt tất cả những pháp chướng ngại đạo pháp như vậy như sa môn của bà la môn khác ăn vật tính thí của người làm những pháp chướng đạo tự sống tà mạng kêu gọi quý thần hoặc là làm những việc sai khiến yểm đảo. sa môn thích tử cần phải đoạn trừ những pháp chướng đạo như vậy như sa môn của bà la môn khác ăn vật tính thí của người làm những pháp chướng đạo tử sống tà mạng hoặc tụng chú trị bệnh cho người hoặc tụng chú ác thuật hoặc tụng thần chú kiết hảo hoặc trị bệnh đau lưng hoặc trị bệnh ra mồ hôi hoặc làm nghề chăm chích trị bệnh cho người hoặc trị bệnh mũi bệnh hạ bộ sa môn thích tử phải đoạn trừ các pháp chướng đạo tà mạng như vậy như sa môn của bà la môn khác ăn vật tính thí của người làm pháp chướng đạo tà mạng tự sống làm nghề y học trị liệu cho bệnh nhân hoặc trị bệnh ói bệnh tả bệnh nam nữ sa môn thích tử cần phải đoạn tuyệt những pháp chướng đạo như vậy như sa môn của bà la môn khác ăn vật tính thí của người làm những pháp chướng đạo tự sống tà mạng hoặc tụng chú đi lại khiến cho tiếng nói phát ra nhanh hoặc tụng chú sát lợi tụng chú nghe biết tiếng các loài chim hoặc tụng chú chi tiết hoặc phù chú sắp đặt nhà cửa hoặc tụng chú giải trừ hỏa hoạn tụng chú giải trừ nạn chuột cắn hoặc tụng chú phân biệt tử sinh phân biệt mộng mị, hoặc đọc sách coi tướng, coi tay, tướng vai, hoặc đọc sách thiên nhân nói chuyện với nhau, hoặc tụng chú để nghe được âm thanh của những loài thú. Sa môn thích tử cần phải đoạn trừ những pháp chứng đạo như vậy. Như sa môn của Bà La Môn khác ăn vật tính thí của người, tự sống tà mạng, xem tướng, coi tiết trời, nói sẽ mưa, không mưa hoặc nói lúa đắt, lúa rẻ, hoặc nói nhiều bệnh, ít bệnh, hoặc nói có việc sợ sệt, có việc an ổn, hoặc nói động đất, hoặc nói sao tuệ hiện ra, hoặc nói nguyệt thực hay không nguyệt thực, hoặc nói nhật thực hay không nhật thực, hoặc nói tinh thực hay không tinh thực, hoặc nói nguyệt thực sẽ có điểm tốt như thế hay điểm xấu như thế, nhật thực, tinh thực cũng như thế, vân vân sa môn thích tử cần phải đoạn trừ những pháp tà mạng như thế như sa môn của bà la môn ăn vật tính thí của người làm pháp chướng đạo tự sống tà mạng hoặc nói quốc gia này sẽ chiến thắng quốc gia kia sẽ chiến bại hoặc nói người này thắng kẻ kia thua hoặc nói người kia thắng người này thua xem những chuyện kiết hung tốt xấu như vậy Sa môn thích tử cần phải đoạn trừ những pháp chướng đạo như thế. Sa môn thích tử ở trong những chuyện ấy chỉ chuyên lo tu hành, nghiêm trì cấm giới của Phật, nội tâm không tham đắm trước nên được yên ổn. Mặc dù thấy sắc mà không duyên nơi tướng, nên nhãn căn không bị sắc trần cướp đoạt. Nhãn căn kiên cố, yên trụ vắng lặng, tâm không tham dục, cũng không lo buồn, không sinh các pháp ác bất thiện, nghiêm trì cấm giới, giữ gìn nhãn căn. Như trên là nói về nhãn căn, tương tự nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý căn cũng như vậy. Kỹ thuật thế tục là sự học tập của người tại gia. Đệ tử xuất gia của Phật nếu lấy những nghề ấy làm sự mưu sinh, tức là thuộc về tà hạnh, trong các kinh đại tiểu thừa đều ngăn cấm kheo ni nên biết nếu học tập kỹ thuật thế tục thì chắc chắn sẽ nói nhiều do đó bị sự nói nhiều đó lôi cuốn tham cầu thức ăn uống tài vật gần gũi người quyền quý hy vọng được nhiều người thỉnh mời không chịu hạ ý học hỏi thỉnh vấn với những bậc có tài đức ưa thích kết bạn với nhiều người cùng ở với kẻ ác những pháp như vậy rất chướng ngại cho việc tọa thiền tụng kinh niệm Phật vân vân. Trong kinh Chánh Pháp Niệm xứ quyển 48, 49 và 50 thuyết minh. Tỳ kheo có 13 pháp làm chướng ngại, không thể tọa thiền, đọc tụng kinh luật, chướng ngại cho lợi ích bản thân, không được niết bàn. Nếu các tỳ kheo không xa lìa 13 pháp ấy thì phải ở trong cảnh sinh, lão, bệnh, tử, buồn rầu, khóc than, sầu khổ, áo não không thoát khỏi cảnh hạ phàm trong nhân loại. Chẳng phải thật là người xuất gia, ba nghiệp thường không chánh hạnh, không siêng năng tinh tấn. Tỳ kheo như thế, nếu một ngày thọ dụng những vật cần dùng tứ sự cúng dường của thí chủ, thì không thể tiêu hóa được. Bản thân chính mình sẽ bị chướng ngại. Chỗ gọi rằng chướng ngại nghĩa là hay làm cho thân ốm o, gầy mòn, biến nhát, giải đãi tâm thường lo sợ, không hiểu biết việc gì. Người như thế thì đối với con sông lớn đại lực, tốc lực dũng mãnh rất sâu rộng, không thể nào vượt qua khỏi. Người như thế, thân thể luôn ốm gầy, không siêng năng tu hành, không thể điều phục tâm mình, thường hay biến nhát, không biết tọa thiền, đọc tụng kinh luật, ngu si, sợ sệt, tự mình bị vô minh che lấp. Thế nên không thể vượt qua năm con sông, không thể nương cảnh giới lục thần thông để vượt qua. Bị cảnh giới lục trần làm trôi dạt vào trong sông ái, bị sông ái cuốn trôi vào trong bể khổ sinh tử, trôi mãi mãi không bao giờ ngừng dứt. Mười ba pháp đó là một Ưa thích nói nhiều 2. Làm nghề trị bệnh 3. Làm nghề công họa 4. Nghe việc tà ác thì ca ngợi tán tháng 5. Tư duy nghiên cứu thiên văn 6. Nghiên cứu tướng số 7. Tham lam uống ăn 8. Mông cầu của báu 9. Gần gũi quốc vương 10. Hy vọng nhiều người mời thỉnh 11. Không thỉnh vấn người khác 12. Muốn quen biết nhiều người 13. Chung sống với kẻ ác mười ba pháp nói trên làm chướng ngại cho việc tọa thiền, tụng kinh, niệm Phật, vân vân của người sa môn thích tử. Vì chướng ngại như vậy nên đánh mất lợi ích bản thân. Nếu có thì cũng rất ít. Vì duyên cớ mất lợi ích cho nên sau khi xả thân bị đọa vào ác đạo. Đó là người hư vọng xuất gia. Những người như thế chẳng những không phải xuất gia mà còn không phải tại gia. Họ xa lìa thiện pháp, bị những người đồng phạm hạnh kinh rẻ, chỉ tương tự với hạng hư danh xuất gia, không nghe, không biết hạnh niết bàn. Nếu có nghĩ nhớ điều chi, đều không được tọa ý. Các vị thiên nhân hộ thân lánh xa người ấy. Sau đây là giải thích chi tiết 13 pháp chướng ngại trên. 1. Chướng ngại cho việc tọa thiền có thể làm cho tâm loạn động pháp thứ nhất này chính là ưa thích nói nhiều lúc đầu thì cảm thấy trong tâm thoải mái nhưng càng về sau thì càng cảm thấy trong tâm nhiệt não vô cùng vì thế nên tất cả những người xuất gia tu hành theo pháp giải thoát cần phải xa lìa pháp này vì ưa nói nhiều thì tâm không điều phục không thể thực hành chánh hạnh không thể nghiêm trì cấm giới tâm thường loạn động tâm đã loạn động thì nhiều lưới nghi Người như thế ưa thích gần những người ác. Người ác kia là gì? Đó chính là tâm tán loạn vậy. Người đó thường thích nhìn những con hát múa men, hát sướng từ nơi này đến nơi khác, chỗ nọ đến chỗ kia, du hành mãi mãi, hoặc nơi thành đô hay làng xóm các tụ lạc vân vân, thường đi lưu động không ngừng để xem những trò chơi vui đùa ấy, thường hay tham dự những lễ hội gần những người như thế kết làm bạn lữ trong tâm những kẻ đó vô cùng vui thích nên ý thường loạn động thường nói nhiều ngày đêm đều như thế không bao giờ ngưng nghỉ tâm ý họ tán loạn không nghe không biết cho nên bị người đồng tu phạm hạnh khác kinh dễ biết người khác kinh dễ mình nên họ đối với những người tu hành nghiêm trì cấm giới sinh tâm giận ghét do ác nghiệp nhân duyên ấy sau khi mạng chung người này bị đọa vào ba đường địa ngục ngã quỷ và súc sinh lại người ưa thích nói nhiều kia mắc tội lỗi rất lớn nghĩa là vị tỳ kheo ác kia chưa từng được đa văn thường hủy hoại cấm giới ưa ừ thích nói nhiều tự sinh tâm cống cao ngã mạng tâm ý khinh động dù thấy phật rồi tâm vẫn không hổ thẹn vì không hổ thẹn nên đối với phật không cung kính do đó khi đàn việt trông thấy họ không sinh tâm cung kính người ấy rồi vì bị khinh tiện nên người đó xả giới hoàn tục lại người ưa thích nói nhiều còn mắc lỗi lầm rất lớn đó là lỗi gì chỗ gọi là ưa thích nói nhiều rồi lại đi dạy bảo những người xuất gia khác cũng ưa thích nói nhiều làm cho họ thối thất chánh pháp như thế là người kia đã tự phá hoại mình, lại còn phá hoại người khác. Người đó phá hoại mình và người như thế, cho nên tiếng xấu đồn khắp bốn phương. Chúng tăng biết rõ, xua đuổi, xa lìa. Những vị tỳ kheo hiền thiện, nghiêm trì cấm giới vì sợ vị ác tỳ kheo kia làm cho họ tối thất đạo tâm. Cho nên tất cả các vị đó cùng nói rằng, chúng ta phải xa lánh vị ác tỳ kheo này. Họ cũng nói vị ác tỳ kheo này là ác tri thức, bị những người đồng phạm hạnh kinh dễ như thế, chung quy chỉ vì ưa thích nói nhiều. Lại người ưa thích nói nhiều kia còn có lỗi lầm rất lớn, nghĩa là đối với những lời nói trước kia đã nghe, sinh tâm ưa thích. Vì rất ưa thích nên tin theo điều phi pháp, tin theo nghĩa phi pháp, pháp cho là phi pháp, phi pháp cho là đúng pháp đồng thời cũng tin theo những người thực hành điều phi pháp đó. Người này vì duyên cớ ưa thích nói nhiều, lẽ tất nhiên là đi vào trong tà kiến. Do nhân duyên tà kiến ấy nói những lời vọng ngữ, do ác nghiệp nhân duyên đó, sau khi xả thân, người đó bị đọa vào ác đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Tóm lại, ưa thích nói nhiều, sinh ra rất nhiều tội lỗi. Bây giờ, Đức Thế Tôn Ca Diếp Như Lai nói kệ rằng Thường ưa nói những lời theo dệt, làm cho tâm ý thêm loạn động, phá hoại tổn thương cho phạm hạnh, rất chướng ngại cho đạo Niết Bàn. Thường thường ưa thích nói nhiều lời, là người phàm bỉ không trì giới, người ấy xa lìa các pháp lành, tọa thiền tỏ ngộ lý chân đế. Không điều phục tâm là cội gốc làm cho thiện niệm phải mất đi. Phạm hạnh thanh tịnh cũng không còn, làm cho cảnh niết bàn tâm tối. Hay chướng ngại sinh cảnh thiên đạo, lại khiển bày ác đạo tam đồ, đi vào đường ngạ quỷ khổ đau, cùng đọa lạc vào súc sinh đạo. Đó gọi là ưa thích nói nhiều, nói nhiều là mẹ của sinh tử, tỳ kheo tọa thiền tụng kinh luật muốn an ổn thì đừng nói nhiều đức phật thế tôn ca diếp đại tiên kia đã thuyết minh sự việc ưa thích nói nhiều có những quá hoạn rất lớn như vậy tiếp theo đức phật thuyết minh về những công đức không ưa nói nhiều đó gọi là tỳ kheo khéo giữ gìn tâm ý chân chánh chỉ ưa thích chánh pháp chỉ biết chánh pháp vì thế nên luôn nói lời chánh trực chỉ nghĩ nhớ chánh pháp tư duy theo chánh pháp thực hành theo chánh pháp thường xuyên lại phật tụng kinh những tỳ kheo như vậy đối với những chỗ chưa từng sinh kiến giải thì có thể sinh kiến giải nhờ duyên cớ xa lìa sự ưa thích nói nhiều mà được như vậy chỉ duy nhất chánh hạnh sợ sạch sinh tử lời nói của những vị tỳ kheo hiền thiện kia có kết quả đó chính là người tuyên thuyết tứ thánh đế vậy thân nghiệp của những vị tỳ kheo kia có kết quả. Đó chính là siêng năng lễ bái ngôi tam bảo, siêng năng tinh tấn tu hành theo chánh pháp. Thân nghiệp của các vị tỳ kheo hiền thiện kia tinh tấn, nên ý có kết quả. Ý thường tư duy những tướng, tự tướng, đồng tướng, vân vân Đó tức là kết quả thứ ba do tinh cần nói trên sẽ đến gần Niết Bàn nếu có người nào dùng tất cả phương tiện tất cả sự tinh cần xa lìa sự ưa thích nói nhiều xa lìa bạn ác tri thức không gần gũi luôn giữ chánh tâm trực tâm tâm không loạn động ba món đạo pháp như thế sẽ được đến cảnh giới niết bàn lại còn có ba món đạo pháp nữa những gì là ba đó chính là tâm niệm anapana sổ tức quán bất tịnh giới vô thường phá hoại Tất cả đạo pháp này, người chánh tâm mới có thể có được. Còn những người không chánh tâm, ưa thích nói nhiều, không phải tâm chánh niệm sẽ làm chướng ngại ba thứ đạo pháp nói trên. Đó chính là ác hạnh, ác thú địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trói buộc người này đem vào trong tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Những chúng sinh như thế bị sự ưa thích nói nhiều lừa dối. Thế cho nên, ưa thích nói năng nhiều lời, khác nào thuốc độc, khác nào dao bén, khác nào lửa dữ, rắn độc, cũng như rơi vào vực núi hiểm nguy. Thế cho nên những vị tỳ kheo có trí tuệ, ưa thích tọa thiền, tụng kinh, niệm Phật vân vân, cần phải luôn xa lánh những sự ưa thích nói nhiều. Những sự ưa thích nói nhiều kia thường hay gạt gẫm nhiều người, làm cho họ bị đọa vào trong ác đạo, địa ngục, súc sinh và ngạ quỷ khi nghiệp báo trong tam đồ đã mãn nếu còn nghiệp dư thừa thì sinh vào loài người thường làm con hát diễn kịch hoặc làm lực sĩ biểu diễn những trò hiểm nguy quăng ném hay làm những người chuyên môn ca hát thậm chí có thể làm những hành khất đi khắp nơi xin ăn đến từng cửa nhà người cầu xin miếng cơm thừa để nuôi sống hoặc là vì mưu sinh phải bôn ba khắp nơi buôn bán cầu lợi có người đôi mắt bị mù thường ở những con đường hẻm đông đúc, chở quán ồn ào để xin thức ăn, nuôi sống thân mạng. Họ thường bị rắn độc, ưa thích nói nhiều cắn mổ, bị lửa dữ, ưa thích nói nhiều thiêu đốt, đọa vào những chỗ ưa thích nói nhiều như vậy. Những người ngu si như thế bị tất cả những sự nói nhiều làm mê hoặc. Mọi sự mê hoặc đều từ nơi nói nhiều mà phát sinh. Ưa thích nói nhiều là những chỗ vô cùng tối tâm, Thế nên những người nào sợ xa vào tam ác đạo đều phải xa lìa việc ưa thích nói nhiều. Khi đã xa lìa rồi, phải tinh tấn theo thứ lớp tu tập, thì được thấy đế lý. Vì thế cần phải tu học những điều sau. Người sa môn xuất gia phải ở những nơi vắng vẻ, những chốn khoáng giả thanh tịnh, những chỗ không có các thứ tiếng chướng ngại, không những tiếng kêu gọi, không có những tiếng ca hát, tiếng trống, tiếng đàn. Đó là chỗ tu mặt trời trí huệ, ở những chỗ hang núi, gộp núi, dưới cội cây, vân vân. Đó là chỗ tu hành phước đức, chỉ một mình, không có người nào khác. Ngồi một mình nhất tâm chánh niệm, phá diệt ma phiền não, khéo tu hành như vậy, để điều phục tự tâm, khiến cho tâm tịch tịnh. Xa lìa những việc, nói năng nhiều lời. Đối với cả thân thuộc, cựu tri thức bà con anh em tới lui thăm viếng chuyện vãng nói năng đều phải xa lìa không hy vọng có tài vật nhiều chỉ ưa ở một mình lấy đó làm niềm an vui thường thực hành thiền tọa tụng kinh niệm phật xa lìa bốn thứ điên đảo đối với mười sáu pháp anapana kia thấy đều nhớ hết bất luận ngày đêm siêng phát tâm tinh cần tu tập Người như thế ở trong cảnh giới buộc ràng sinh tử có thể thoát ly. Người được như thế tức là đã đến được cảnh giới thù thắng. Nếu vẫn chưa thấy chỗ trường an ổn thì người ấy cần phải xa lìa sự ưa thích nói năng nhiều. Những người có trí huệ, những người khéo giữ gìn tâm ý kiên cố theo sự tu hành chánh pháp, những vị sa môn xa lìa nơi tâm giải đãi nhất định phải bỏ một pháp này, đó là pháp gì? Đó chính là pháp ưa thích nói nhiều như vậy. Hai. Sa môn thích tử phải đoạn trừ pháp thứ hai, không nên làm bởi vì đó là việc sát sinh vậy. Pháp thứ hai là gì? Đó là y sư tỳ kheo làm nghề trị bệnh. Vì làm nghề này thì không thể ngồi thiền, không thể đọc tụng kinh luật. Y sư tỳ kheo hành nghề y học như thế, thì đi con đường khác, làm việc khác, thường thấy người bệnh, thường cầu trị bệnh. Làm nghề này thì càng tăng trưởng tâm tham. Do vì tăng trưởng tâm tham, thường có tư tưởng hy vọng tất cả chúng sinh đều có nhiều thứ bệnh, vô lượng thứ bệnh, những chúng sinh ấy cúng dường cho ta nhiều, cho ta nhiều đồ vật. Vì thế cho nên ta ở những nơi đông người thường được nhiều sự khoái lạc do đó mà đi từ thôn này đến thôn kia từ thành thị này đến thành thị khác từ biên địa này đến biên địa khác suy nghĩ như thế nên tỳ kheo ác kia càng tăng trưởng tâm tham một khi tâm tham đã tăng trưởng thì trong tâm sinh cấu uế không thể tỏa thiền không thể đọc kinh luật không còn làm thiện hạnh nữa như thế trị bệnh tức là sinh ra tội lỗi cấu uế ác tỳ kheo kia tự nhủ rằng mình là tỳ kheo nếu những chúng sinh kia người nào có bệnh thì chỉ cho họ phương thuốc rằng phải mau mau đem dầu đến cho tôi làm thuốc nếu không có dầu thì phải ép mè vì ép mè nên tất nhiên có rất nhiều vi sinh vật trong mè bị chết như thế gọi là tội lỗi của người trị bệnh hư vọng làm sa môn miệng tử nói ta đây là sa môn nhưng thật sự thì không phải là sa môn họ còn báo thân nhân của bệnh nhân cho bệnh nhân ăn thịt họ bảo rằng cần phải ăn thịt những con vật mới giết không được dùng thịt nhiều mỡ không được dùng thịt con vật tự chết không được dùng thịt con vật bệnh chết không được dùng thịt con vật trúng độc mà chết không dùng thịt con vật bị rắn cắn chết không dùng thịt con vật khô không dùng thịt con vật ốm sự dạy bảo như thế Do sự dạy bảo này, ác tỳ kheo ấy đã phạm việc sát sinh, do duyên cớ sát sinh nên bị tội sát sinh. Nếu bảo người sát sinh hoặc chính mình sát sinh thì các hai người báo người làm đều đồng một tội sát sinh. Vì thế sau khi xá thân bị đọa vào địa ngục đắng hoặc. Thế cho nên sa môn thích tử không được làm nghề trị bệnh vì làm cho tâm tham tăng trưởng vậy. Lại nữa, trị bệnh còn có những tội lỗi khác. Ngoài miệng thì xưng ta là sa môn, nhưng sự thật là kẻ đại tặc, là kẻ đại ác. Vì khi điều trị cho những chúng sinh bệnh khổ kia, người đó đi các nơi tìm kiếm các thư thảo dược. Vì tham cầu tài vật, nên tha hồ hái tất cả cành, nhánh, hoa trái của thảo mộc. Trong các thứ thảo mộc ấy, có vô số côn trùng, sâu bọ nương nấu trong đó sinh sống người kia vì tham lam cầu tài vật nên không ngừng ngại nhổ chặt làm chết không biết bao nhiêu loài trùng trong đất trong cây đây là tội lỗi của việc trị bệnh tâm người kia như vậy ưa sống theo lối bất tịnh thì đâu còn chỗ nào để tu theo chánh pháp như ngồi thiền niệm phật đọc tụng kinh luật họ chỉ ưa thích chuyên chú vào công việc trị bệnh lại nữa tỳ kheo trị bệnh như thế ác tâm tư duy có tội lỗi rất lớn. Tỳ kheo tư duy ác pháp như thế, ác tâm muốn cho nhiều người mắc phái tật bệnh, vì nếu người bệnh nhiều thì họ sẽ được tài vật, đồ cúng dường nhiều, đầy giấy thức ăn uống, ngoạ cụ, lợi dưỡng vân vân. Tỳ kheo ác kia do sự tham muốn, phá hoại tự tâm, không nghĩ đến thiện pháp, không ưa ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh, không kính bậc tôn trưởng, không gần thiện hữu tri thức cũng không lại phật lại còn làm những hạnh bất thiện do đó sau khi thân hoại mạng chung bị đọa vào ác đạo sinh trong địa ngục khi tội nghiệp trong địa ngục đã mãn được ra khỏi nhưng nghiệp dư thừa vẫn còn sót lại nếu người đó cũng có tu thiện nghiệp thì được sinh trong nhân đạo nhưng thân thể thường bị bệnh khổ bần cùng hạ tiện hoặc bị chết yểu đó là do nghiệp trị bệnh bất thiện, chiêu cảm quả báo như vậy. Lại nữa, tội lỗi của việc trị bệnh, dù y theo đúng pháp mà trị, cũng vẫn có lỗi. Tại sao vậy? Bởi vì chúng sinh từ vô thể trở lại có ba thứ bệnh, bệnh phong, bệnh nhiệt và bệnh hàng. Ba thứ bệnh khổ ấy ngừng dứt thì thân thể an vui, không đọa trong ác đạo, ba thứ bệnh đó đều thuộc về phần thân khi thân diệt thì ba thứ bệnh ấy cũng không còn nhưng người ngu si phàm phu kia chưa từng nghe biết không có trí huệ thật chẳng phải sa môn mà tự nói rằng ta đây là sa môn điều trị ba thứ bệnh đó ý nghĩa là gì nguyên do gì cả bỏ râu tóc đắp mặt pháp phục mà đi khất thực tại sao bỏ ba thứ bệnh ấy ba thứ bệnh ấy là gì là chỉ cho ba thứ tham dục, sân hận và ngu si từ vô thủy trở lại, chẳng phải nhiếp thuộc vào thân tứ đại. Có người tuy thiêu đốt thân, nhưng ba thứ bệnh kia không hề bị thiêu đốt. Ba thứ ấy không mất, không diệt, ở trong năm đường theo dõi, buộc ràng chúng sinh, chỗ nào cũng đi đến. Vì sao đối với ba thứ đại quá hoạn, tham dục, sân hận và ngu si, không lo trị liệu trước? mà trước lại đi lo trị liệu ba thứ bệnh phong, nhiệt, hàng kia. Đây là người xuất gia khư vọng, là người ngu si vô trí, là người phàm bỉ, tự tâm dối gạt. Như có người ngu si không chủ, không bạn, nghèo cùng, không có tài sản gì, người ấy bị kẻ đại oán tặc, đại thế lực, ngày ngày náo loạn, hoặc đem tài vật cho kẻ oán tặc có đại sức mạnh nhưng không thể cản ngăn hoặc dùng thế lực cũng không thể phòng ngừa chống trả kẻ thù có thế lực lớn như thế hằng ngày rình rập muốn đến giết hại tình ngu ngốc nhưng kẻ ngu si này lại không sợ kẻ đại oán tặc như thế trái lại kẻ ngu si đó biết người khác có kẻ thù oán nhỏ mọn thì lại đâm ra sợ sệt kẻ ngu đó xem kẻ đại oán tặc là bạn bè nói với kẻ đại tặc đó rằng bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi giết kẻ thù nhỏ kia đi kẻ thù đại thế lực biết tên đề nghị đó là người ngu si biến nhát sống buông lung nên kẻ đại oán tặc kia giết kẻ ngu si đó tại sao thế bởi vì người ngu si kia làm việc của người khác vậy tương tự như vậy vị sa môn kia tự nói mình là sa môn mà lại bỏ kẻ thù có thế lực của mình đi làm việc của người khác ba thứ tham dục, sân hận, ngu si trong vô lượng đời, theo dính, không xa lìa, máu lối cho đường sinh tử, có thế lực lớn mà không nơi chốn không thể kiếm tìm. Chỉ có người trí mới biết được, ba thứ ấy đồng hành với người ngu si, vì nhân duyên trừ khử đại oán tặc, đại thế lực, nên xa lìa cha mẹ, bà con, bạn bè, vợ con, anh em của chính mình, cạo tóc đi xuất gia đã xuất gia rồi mà đối với kẻ đại oán tặc thế lực kia lại không thể quán sát chỉ vì duyên cớ tham tài vật nên nói với mọi người rằng kẻ oán tặc của ông là ba thứ bệnh phong nhiệt hàn ta vì ông mà diệt trừ cho người ngu si loạn tâm như thế khi thần chết đến thì ba thứ oan gia kia vẫn theo sát không lìa kẻ oán tặc đại thế lực kia tức là ba thứ tham dục sân hận và ngu si. Người kia bị dây tham dục trói cột, luôn làm những việc buông lung, dẫn đến đời khác, thích làm việc của người khác. Càng sinh tâm tham lam, tâm ý tán loạn. Thế cho nên, nếu người nào biết những tội lỗi nói trên rồi, thì không nên làm nghề y học trị bệnh, mà cần phải diệt trừ ba thứ tham dục, sân hận và ngu si, thì thường sẽ không bệnh. Bây giờ Đức Thế Tôn Ca Diếp Như Lai nói kệ rằng: Phong nhiệt hàng không nhiều tội lỗi, dục sân si tội lỗi rất nhiều. Phong nhiệt hàng không đọa ác đạo, dục sân si đọa vào địa ngục. Lỗi của tâm là lỗi lớn nhất, thường khiến chúng sinh đọa ác đạo. Thế nên trừ diệt thì an vui trừ phong, nhiệt, hàng, không an vui. Nếu bỏ việc làm của chính mình, ưa thích làm việc của người khác, người ấy pháp lành đều tiêu diệt, lại bị hàng trí thức chê cười. Phong, nhiệt, hàng có ngày tiêu diệt, thân chúng sinh cũng chẳng còn hoài, dục, sân, si không bao giờ mất, vô lượng kiếp ở trong sinh tử. Diệt dục sân si được an vui diệt phong nhiệt hàng không an vui nếu dục sân si đã diệt rồi thì rốt ráo được vui thù thắng trị tâm bệnh mới là trị bệnh trị thân bệnh chẳng phải trị bệnh trị tâm bệnh thì rất khó biết trị phong nhiệt hàng thì rất dễ hiểu Đức Phật Ca Diếp Như Lai phán tiếp. Do nhân duyên đã nói trên, vì việc trị liệu bệnh làm chướng ngại cho người xuất gia như thế, cho nên ta không cho người xuất gia trị bệnh. Lại nữa, người xuất gia làm nghề y phương trị bệnh có vô lượng tội lỗi. Nghĩa là sinh tâm tham, thấy những y sư khác thì sinh tâm kiêu mạng, dùng những lời bất thiện chê bai y sư đó làm chướng ngại bỏ bê việc tu hành sinh tâm tật đố do sinh tâm tật đố mà nhiếp thuộc vào nghiệp ngã quỷ như thế là đã tạo nhân trong đường ngã quỷ người kia có tâm tật đố như thế làm cho tâm loạn động sinh ra tâm tham ái do duyên cớ sinh tham ái nên khi gặp phụ nữ không khéo quán sát do đó mà tự mình gây chướng ngại làm tán loạn tâm thần Người kia tâm si mê khi thấy phụ nữ khác thì sinh tâm dục nhiễm, do đó mà phá hoại tâm thần. Ác tỳ kheo kia trị bệnh phong, nhiệt, hàng cho người khác, nhưng tự mình lại tăng trưởng các thứ bệnh khác trong người. Các thứ bệnh ấy là tham dục, sân khỏe và ngu si. Đó là nhân duyên tăng trưởng khổ não trong tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh người kia bị tham dục sân khỏe ngu si phá hại là y sư bất thiện thì có ác kiến bị những tội lỗi buộc ràng dẫn vào trong địa ngục thế cho nên tất cả người xuất gia thường phải siêng năng tinh tấn tu tập theo chánh pháp trừ diệt những bệnh tham dục sân khỏe và ngu si đừng làm nghề thuốc trị ba thứ bệnh phong nhiệt hàn đó là pháp thứ hai mà người sa môn muốn cầu đạo niết bàn không nên học theo nghề y dược, trị bệnh vậy, vì rất chướng ngại cho việc tọa thiền, niệm Phật, tụng đọc kinh luật. 3. Sa môn thích tử phải xa lìa pháp chướng ngại thứ ba. Pháp thứ ba là gì? Đó là họa sư. Người xuất gia đối với nghề hỏa sư không nên làm. Tại sao như vậy? Bởi vì xuất gia là vì muốn đoạn trừ tâm ham muốn, xa lìa gia đình đi xuất gia lại còn sinh ra sự ham muốn khác đã biết trên thế gian này do nghiệp lực của tâm vẽ ra rồi mà lại đi làm nghề vẽ các thứ hình thù màu sắc khác nếu có người nào không biết thợ vẽ là nghiệp của tâm thì người ấy có thể làm nghề vẽ các thứ hình thù màu sắc người xuất gia kia thường nên hiểu biết thật kỹ thợ vẽ các thứ màu sắc như thế đại thể có ba thứ màu chính vẽ thành năm đạo tức là lục đạo trừ ra Atula, vì chúng tử của tâm có sen lộn vậy. Năm đường đó là gì? Nghĩa là ba màu chính kia vẽ thành năm đường. Đó là do họa sư của tâm dùng màu sắc thanh tịnh của đại bạch nghiệp mà vẽ thành thiên đạo. Do tính tâm ưa thực hành hạnh bố thí, xa lìa bỏng sẻn tật đố, là núi bố thí trì giới của bạch pháp thứ nhất, vẽ thành cảnh giới chư thiên ông họa sư vẽ thành ra cảnh thiên đạo lại nữa người xuất gia lại phải quán biết họa sĩ màu sắc của nghiệp nhiều thứ màu sắc của nghiệp vẽ thành nhân đạo nhân đạo thì có nhiều sai khác nghĩa là chia ra làm ba hạng thượng trung và hạ nếu là người giàu sang có thể nghiêm trì cấm giới người đó tức là do màu sắc bạch nghiệp thứ nhất vẽ thành nếu người đại phú không thể trì giới người ấy là do màu sắc hắc nghiệp và bạch nghiệp vé thành nếu người nghèo cùng không thể nghiêm trì cấm giới người ấy là do màu sắc nghiệp nhơ đen vé thành nếu người vừa giải đãi lại đa dục người ấy là do nghiệp màu đen vàng vé thành nếu người thân hình đoan chánh sinh vào dòng dõi thế gia vọng tộc tức đại chủng tánh, người ấy là do màu sắc nghiệp trắng tinh khiết vẽ thành. Nếu người sinh vào gia thế bậc trung, người ấy là do màu sắc nghiệp sắc hồng đỏ vẽ thành. Nếu người sinh vào chủng tánh bậc hạ, người đó do màu sắc nghiệp nhơ đen vẽ thành. Họa sư tâm dùng màu sắc của thiện nghiệp vẽ thành cảnh giới nhân đạo, sinh trong nhân đạo, nếu như người đó làm quốc vương hoặc làm đại thần nhưng lại tạo nghiệp bất thiện. Những người như thế thì màu sắc của bạch nghiệp tiêu mất, màu sắc của hắc nghiệp xuất sinh và tăng trưởng. Những người sinh vào gia đình ti tiện hoặc hết sức nghèo cùng nhưng thường thực hành hạnh bố thí, thọ trì cấm giới của Phật. Những người như thế thì màu sắc hắc nghiệp tiêu diệt, màu sắc bạch nghiệp xuất sinh và tăng trưởng những người sinh vào chủng tánh bậc trung có hình tướng đẹp đẽ hoặc là tạo nghiệp bậc trung thì họa sư tâm của người ấy do màu sắc nghiệp màu đỏ trắng vẽ thành như thế có vô lượng tạp nghiệp màu sắc do ông họa sư nghiệp của tâm vẽ ra cảnh giới thế gian của loài người này có nhiều sai khác do màu sắc tạp nghiệp vẽ ra những sự sai khác bất đồng như thế Người xuất gia phải quán sát các đạo khác, đó là quán sát họa sư của tâm chúng sinh trong địa ngục do màu sắc hai thứ nghiệp mà vẽ thành, tức là màu đen và màu vàng. Màu vàng là hình tượng của lửa, màu đen là hình tượng của tật đố, sinh ở trong địa ngục bậc hạ và bậc trung do hai thứ màu sắc ấy vẽ ra. Tỳ kheo kia quán sát màu sắc của họa sư tâm vẽ cảnh địa ngục như thế rồi, tiếp tục quan sát màu sắc hắc nghiệp của cảnh ngạ quỷ bị lửa đói khác thiêu đốt thân hình tất cả loài ngạ quỷ đều do màu sắc của từng nghiệp mà vẽ thành lại quan sát màu sắc nghiệp gì mà vẽ thành cảnh giới súc sinh cảnh giới súc sinh có hai thứ màu sắc đen và đỏ nghiệp của loài súc sinh phải thọ thứ nhất là sợ sệt đó là do màu sắc của hắc nghiệp vẽ thành giết hại lẫn nhau là do màu sắc xích nghiệp vẽ thành. Những màu sắc như thế đều do họa sư tâm vẽ ra. Về tâm trạng sợ sệt của súc sinh đại thể có ba thứ. Sợ giết, sợ trói, sợ bị người ăn thịt. Về không gian của súc sinh thì có ba chỗ. Trên hư không, tức là những loài chim như khổng tước, chim trĩ, vân vân trên mặt đất tức là những động vật như trâu bò ngựa heo vân vân dưới nước tức là các loài cá tôm rùa trạch vân vân những loài bàn sinh ấy do màu sắc hắc nghiệp vẽ thành nếu những loài bàn sinh không sợ giết thì loài đó do màu sắc xích nghiệp vẽ thành giống như trong cõi chư thiên tóm lại năm đạo là do năm màu sắc vẽ thành người kia không thể tư duy như thế tất cả những khổ não đều có biểu hiện. Trong cõi trời có ngũ suy tướng hiện ra, trong cõi người có sự làm lụng cực nhọc, trong cõi súc sinh có sự ăn giết lẫn nhau, có ngạ quỷ có khổ đói khác, trong địa ngục thọ đại khổ não. Như thế đều là do các màu sắc tạp nghiệp vẽ thành. Người kia ngu si vô trí, không sợ, không lo, Thế cho nên họ biến nhát, không thể tỏa thiền, không thể nghiêm trì cấm giới, không thể đọc tụng kinh luật, đồng thời không biết họa sư của tâm để học những nghề vẽ khác. Thợ vẽ thứ nhất, nghĩa là trong thế gian này có những thứ khổ, sinh, già, bệnh, chết, oán ghét gặp gỡ nhau, ân ái chia lìa, lạnh nóng đói khát, phá hoại lẫn nhau, hủy bán cúng dường, tôi tớ khổ não, chủ nhân an vui màu sắc nghiệp của năm cảnh giới, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân, thiên, xen lộn, vẽ cảnh giới sinh tử. Những việc như thế không biết, không quán sát, cho nên không thể tu hành, không thể tư duy. Tâm niệm biết rồi, lại không sinh nhàm chán. Thầy tỳ kheo kia xa lìa nghiệp tọa thiền, đọc tụng kinh luật. Họa sư tâm khác, vẽ pháp sa môn, cần phải lấy sự tọa thiền, tụng kinh làm cội gốc. Lại có pháp khác, vẽ cảnh sinh tử, không thể tư duy mà lại tư duy. Lại vẽ bức tranh khác, đó là các thứ căn duyên cảnh giới. Có chúng sinh ưa thích, ở trong thời gian lâu dài, lưu chuyển trong tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Pháp này như thế nào? Nghĩa là nhãn căng thì thấy sắc trần sinh tâm ưa thích, ham muốn đối với những sắc trần kia khư khư nhiễm trước người đó nhiếp thuộc vào màu sắc hắc nghiệp sinh vào trong cảnh giới địa ngục ngã quỷ súc sinh nếu chúng sinh kia mắt nhìn thấy rồi suy nghĩ thế này sắc này vô thường chuyển động đổi thay sai khác do tư duy như vậy nên trong tâm người đó không vui không mừng không tham không đắm như thế tức là nhiếp thuộc vào màu sắc của bạch nghiệp được sinh vào cõi nhân thiên cho đến cảnh giới niết bàn như thế, có người nhãn căng trông thấy sắc trần rồi, không ưa thích, không phan duyên, không sợ sệt, không nhớ nghĩ, không có tâm thọ dụng, không sinh tâm ham muốn. Người ấy tức là do thợ vẽ dùng màu sắc bạch nghiệp thứ nhất vẽ thành. Họ được sinh trong cõi nhân thiên, hưởng thọ sự khoái lạc. Như thế mà ác tỳ kheo kia, do tâm ngu si, không suy nghĩ, không tưởng niệm, cho nên không tỏa thiền, không tụng kinh luật, nếu khi nhãn căng thấy sắc trần, ở trong cảnh giới đó ưa thích đắm nhiễm nên bị buộc ràng. Người ấy tức là do thợ vẽ dùng màu sắc hắc nghiệp mà vẽ thành. Người có trí huệ thì có thể xa lìa thợ vẽ ác nghiệp chuyên dùng màu sắc hắc nghiệp kia. Người đó chỉ chuyên tỏa thiền, đọc tụng kinh luật. Lại nữa, quán sát họa sư khi tư duy nghề vẽ, vẽ thành hình tượng gì? nghĩa là nhờ căn nghe thinh trần hoặc là ưa thích hay không ưa thích. Người kia như thật quán sát thinh trần đúng như thế, là vô thường không dừng trụ, hư hoại không bền chắc. Biết như thế rồi, tâm không ưa thích, không sinh hoan hỷ, không nhớ nghĩ, không vui mừng, không nghe, không xem. Như thế đều là do thợ vẽ dùng màu sắc của bạch nghiệp. Thợ vẽ dùng màu sắc bạch nghiệp kia vẽ cảnh sinh trong cõi người, sinh trong cõi trời. Đó là họa sư thù thắng thứ nhất vậy. Nhưng họa sĩ ác sa môn kia tự nói rằng mình là sa môn, chưa từng khởi tâm tư duy, thợ vẽ tinh trần như thế, lưu truyền không ngừng, lại làm nghề thợ vẽ khác mà không tư duy tỏa thiền, đọc tụng kinh luật, xa lìa tỏa thiền, đọc tụng kinh luật, không tu theo bạch nghiệp. Sa môn tâm ý ngu si kia khi nghe tin trần không bao giờ chịu nghe trở lại. Do ngu si vô trí, suy nghĩ, tin trần này thật đáng ưa thích, có thể làm cho tâm ta mừng, có thể làm cho ta vui. Ác sa môn như thế không khéo quán sát, cho nên quán thinh trần kia sinh tâm hy vọng. Do hy vọng mà sinh tâm ham muốn, rồi ưa thích. Đó là họa sư dùng màu sắc hắc nghiệp vẽ thành cảnh địa ngục ngã quỷ súc sinh ác sa môn kia biết nghiệp vẽ rồi lại làm thầy vẽ khác xa lìa những nghiệp tọa thiền độc tụng kinh luật vân vân. lại ác tỳ kheo kia xa lìa những thợ vẽ tạp sắc rồi lại làm nghề vẽ khác đó là nghề vẽ gì đó là nhân nội căn đối với cảnh giới bên ngoài bị sinh tử buộc ràng nội căn cảnh giới kia hoặc có khi đáng ưa thích có khi không đáng ưa thích nghĩa là tỷ căn ngửi hương trần, người kia quán sát rõ biết hương trần bị sự ngửi của tỷ căn hoặc thơm hoặc hôi. Đối với mùi thơm không ưa thích, khéo léo quán sát, không thể phá hoại tâm. Tư duy như vậy, hương trần ấy vô thường, niệm niệm không dừng, hư hoại không bền chắc. Thật ra, hương trần kia trước kia vốn không có, sao mới có, có rồi lại không? người kia thấy rõ hương trần thơm, hồi như thế, không đáng ưa thích. Tâm cũng không lay chuyển. Đó là do họa sư dùng màu sắc bạch nghiệp mà vẽ. Bức họa màu sắc bạch nghiệp kia là thuộc về thợ vẽ thiện nghiệp, nên được sinh trong cõi trời, cõi người. Nhưng ác ý sa môn họa sư kia lại bỏ nghiệp vẽ như thế, đi làm nghề vẽ khác, xa lìa sự tỏa thiền, đọc tụng kinh luật, trở lại ngửi hương trần khác đối với hương trần thơm sinh tâm ưa thích, do tâm ưa thích mà bị mê hoặc, do mê hoặc mà sinh ra hy vọng, không khéo quán sát thì tâm bị phá hoại, đó là màu sắc hắc nghiệp. Khi thường chứa nhóm màu sắc hắc nghiệp như thế sẽ vẽ thành cảnh tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thọ các thứ khổ não. Ác sa môn kia xa lìa thở vẽ màu sắc bạch nghiệp như thế không tư duy mà đi làm nghề vẽ khác, bỏ bê sự tỏa thiền, đọc tụng kinh luật. Lại có họa sư dùng những màu sắc tạp nghiệp, đó là thiệt căn vị trần, có vị đáng ưa thích, có vị không đáng ưa thích. Thầy hiền thiện tỳ kheo kia được vị thơm ngon rồi, trong tâm không mừng, không giận, không nghĩ nhớ, không vui thú. Đối với những vị ngon này, thường khéo quán sát, không lúc nào ngưng lại tư duy như thế này vị trần như thế trước đó không có sau đó mới có đã có rồi lại không tài nắm cầm thức ăn kia để vào trong miệng dùng thiệt căng tiếp xúc thức ăn ấy lưỡi nếm được thức ăn ấy rồi thức ăn khi gọi là ngọt thì sinh ra vị ngon thức ăn ấy nát nhừ ra cũng như tủy não đàm giải trong trán trong má xuống ở trong răng mà ra Đầu lưỡi nhận biết được vị trần ấy Hòa hợp với nước miếng Ở giữa hai hàm răng Nhai cắn mà ăn Vị trần như thế ràng buộc kẻ phàm phu ngu si Người kia tư duy vị trần thiệt căng Dùng tâm chánh quán sát như vậy Là thuộc về trường hợp Họa sư dùng màu sắc bạch nghiệp mà vẽ Họa sĩ dùng màu sắc bạch nghiệp này Hoặc sẽ sinh trong cõi người Hoặc sẽ sinh trong cõi trời Hướng thọ sự vui thứ nhất ác sa môn kia không thể quán sát nghiệp vẽ như vậy, lại đi làm nghề vẽ khác, do đó làm chướng ngại bỏ bê việc tọa thiền, đọc tụng kinh luật. Người ngu si kia khi món ăn ở trên đầu lưỡi, thì căng cảm nhận vị ngọt ấy rồi, suy nghĩ. Chẳng hạn như thức ăn này là vị ngon tốt nhất, là vị thù thắng, ngon quý, đầy đủ sắc hương, sạch sẽ thứ nhất. Đối với thức ăn đó, sinh tâm kiêu mạng, do đó mà thân khẩu ý tạo ác nghiệp đó là họa sư dùng màu sắc hắc nghiệp mà vẽ thành nên bị sinh trong tam ác đạo địa ngục ngã quỷ súc sinh ba chỗ rõ ràng ác sa môn kia tự nói mình là sa môn vì không chánh quán sát nên bị vị trần phá hoại tự làm chướng ngại tâm thần loạn động bỏ nghiệp vẽ rồi lại làm nghề vẽ khác gây chướng ngại cho việc tỏa thiền, độc tụng kinh luật. Lại có nghiệp khác. Nghiệp đó vẽ trong thế gian, nghĩa là chỉ có căn và cảnh giới chạm nhau, có thân căn xúc trần, thân thức. Ở nơi xúc trần kia, tâm khéo quán sát, xúc trần bị sinh này có ba thứ, nó là vô thường không dừng trụ, nó là thứ hư hoại không bền chắc, chỉ có một lớp da mỏng người ngu si trông thấy sinh tâm ưa thích chỉ có căn xứ chẳng phải sạch sẽ nó là vô thường là vật không nên ưa thích chẳng phải có ngã có pháp chỉ giả hòa hiệp mà thôi cho nên gọi là thân thân tứ đại cũng như cái tráp cũng như tên độc vào trong thân người thường làm chướng ngại thường hay bệnh hoạn là chỗ sinh ra tất cả tội lỗi chân thật quán sát thân căn và xúc trần như thế Xúc trần không làm chướng ngại. Xúc trần này chỉ là khách. Cái hay làm chướng ngại chẳng phải là vật của mình. Nếu người nào có thể quán sát tư duy như thế, là thuộc về nghiệp vẽ bạch sắc, sẽ sinh trong cõi trời, cõi người. Ác sa môn kia tự xưng là sa môn, không tư duy quán sát những sự sai khác của bức tranh họa sư vẽ nghiệp tâm như thế. Chỉ là nghiệp vẽ trong thế gian ác tỷ kheo kia bỏ không quán sát, lại làm nghề vẽ khác. Do đó bỏ bê ngăn ngại việc tọa thiền, đọc tụng kinh luật. Lại nữa, người phàm phu ngu si kia không khéo quán sát. Đối với xúc trần, không tránh quán sát tư duy, tâm lại nghĩ rằng, ta đối với xúc trần này là một sự đụng chạm khoái lạc thứ nhất, thân thể mập béo trơn láng, tức là nhân tập hợp các sự khoái lạc, được xúc trần khoái lạc này thì ta hưởng được sự vui thú. Kẻ ngu si phàm phu như thế, nên đối với xúc trần này không khéo quán sát tư duy, đó là thợ vẽ dùng màu sắc hắc nghiệp vẽ, sẽ bị sinh trong tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Sa môn kia tự xưng là sa môn, xa lìa nghiệp vẽ ấy mà không tư duy quán sát, lại làm nghề vẽ khác do đó mà chướng ngại bỏ bê việc tọa thiền độc tụng kinh luật lại ác sa môn tự xưng là sa môn ưa thích pháp thế gian không thích pháp xuất thế gian đối với pháp xuất thế không tư duy không nhớ nghĩ pháp xuất thế là chi nghĩa là tứ thánh đế mà pháp xuất thế thuộc về diệt đế đạo đế vậy là 16 thứ hạnh anapana xuất tức nhập tức thở ra thở vào cùng với tứ thiền, bốn thứ phạm hạnh, bốn quả sa môn. Những pháp ấy lại không tu, không thực hành. Bỏ những pháp ấy rồi, làm những việc hèn hạ khác. Do đó tâm không tịch tịnh, chỉ vì chút ít vui thú, dùng chút ít màu sắc mà vẽ, làm chướng ngại, bỏ bề việc tọa thiền, độc tụng kinh luật, lại đi cầu màu sắc khác, làm nghề vẽ không tịch tịnh. Người ấy do như vậy, không tránh quán sát khi thân hoại mạng chung bị đọa vào ác đạo sinh trong địa ngục lại nữa người làm nghề vẽ kia còn có tội lỗi rất lớn là nhân duyên đọa vào ác đạo địa ngục đó là vẽ hình phụ nữ xinh đẹp tô vẽ bằng những màu sắc rực rỡ do vị ngu si vô trí tự mình vẽ ra rồi sinh tâm ưa thích khiến cho những người khác trông thấy cũng sinh tâm ưa thích do sinh tâm ưa thích nên phát sinh dục nhiễm, làm cho tâm thần loạn động. Người xem còn như vậy, huống chi chính người vẽ ra. Người như thế khiến cho cả mình và người đều phát sinh dục nhiễm. Do đó, khi thân hoại mạng chung bị đọa vào ác đạo, sinh trong địa ngục. Bây giờ, Đức Thế Tôn Như Lai Ca Diếp nói kệ rằng, Nếu không nghĩ nghiệp vẽ, mà làm màu vẽ khác, bị lửa vẻ đốt thiêu, đọa vào trong địa ngục, không nghĩ pháp vô lậu, mà ưa pháp hữu lậu, người si kia nhiễm tâm, như gieo mình Phật thẩm. Nếu người muốn thiền tụng, nên nương chốn núi rừng, si bỏ việc đáng làm, nên đọa vào địa ngục. Si nên suy nghĩ ác, đang lưới vẽ đại lực, bị chính vẽ dối gạt, dẫn vào trong địa ngục, các màu sắc không tạp tâm vẽ mới là tạp màu vẽ mưa thì mất tâm vẽ không hề mất nếu tâm người đừng vẽ thợ vẽ không bằng tâm nghiệp vẽ là vẽ lớn vẽ thành cảnh tam giới các màu sắc chúng sinh trôi lăn trong năm đường tất cả nghiệp vẽ ấy họa sĩ tâm làm ra chàng họa sĩ tâm này vẽ ra bức lưới nghiệp trói tất cả chúng sinh trôi lăn trong ba cõi mưa lửa bụi khói thảy làm màu vẽ tiêu diệt nghiệp vẽ của tâm kia nghìn ức kiếp chẳng mất quả địa cầu hoại diệt bể cả cũng cạn khô những nghiệp do tâm vẽ rốt ráo không thể hoại người si không quán sát các nghiệp vẽ của mình vì tham thâu tài vật mà học nghề vẽ khác sa môn họa sư bị chướng ngại bỏ bê tỏa thiền độc tụng kinh luật phân biệt như thế có vô lượng tội lỗi người thiện không ưa thích làm nghề vẽ người bất thiện thì thích ưa vì thế cho nên tỳ kheo không nên học nghề vẽ bởi vì làm nghề vẽ thường khiến tâm bị loạn động không thể đến cảnh giới niết bàn thậm chí không thể khéo quán sát tu hành tất cả các pháp lành vì thế phải chánh học như thế. Nếu các tỳ kheo muốn cầu cảnh giới niết bàn, sợ ác nghiệp, chính tay mình không nên cầm bút mà vẽ. Tạc hôm nay ở trách pháp thứ ba này, tất cả sa môn đều không nên làm. Tại sao vậy? vì biết Pháp ấy có nhiều tội lỗi như ta đã nói trên vậy. 4. Pháp thứ tư của người sa môn thích tử không nên làm là gì? Đó gọi là tâm nghe Pháp ác bất thiện, ca vịnh tán tụng. Tỳ kheo đã xa lìa vợ con, bạn bè quen biết, cha mẹ, anh em. Cốt ý là muốn đoạn trừ phiền não, nên cần phải tu theo chánh Pháp. Là ngồi thiền, đọc tụng kinh luật, nên mới xuất gia. Nếu người không loạn tâm, tâm thường được chuyên nhất, thì mới có thể đoạn trừ phiền não, không còn chướng ngại tán loạn. Trái lại, nếu còn làm những việc ác, ca vịnh tán tụng, nhớ nghĩ những việc ấy, thì tâm ý còn tán loạn. Do tâm ý tán loạn nên chướng ngại cho thiện pháp, không thể tọa thiền, đọc tụng kinh luật, không gần gũi sư trưởng, không nghe chánh pháp, không ưa cúng dường tam bảo, không nhiếp giữ oai nghi, không thể khéo nghiêm trì giới luật oai nghi thường làm những việc ca vịnh sinh tâm ưa thích sự ca vịnh đó là nương theo những pháp đã nghe trong thời quá khứ thuộc về phi pháp chỉ nghe pháp ấy để làm vui thích nhĩ căn không khéo quán sát những chỗ nhiếp thủ tích tập tương ưng với ý ngữ người kia thực hành theo pháp như vậy là chỗ tin ưa của ác sa môn thường xuyên nghe rồi làm theo những pháp ấy do duyên cớ làm theo những pháp ác ấy trở thành người thế tục tự phá hoại chánh pháp chính là do nhân duyên ưa thích ca vịnh thường làm việc ca vịnh thì đối với việc chánh tu tọa thiền đọc tụng kinh luật biến nhát không tin cần vì thế không nên vào trong chúng tăng tất cả thức ăn uống của đàn việc cúng dường không nên ăn không nên thọ dụng biến nhát hãy còn như vậy huống chi là phá giới vào trong chúng tăng hãy còn không nên huống chi là thọ dụng đồ cần dùng như giường nệm, ngoạ cụ, thuốc men trong những lúc tật bệnh ư. Hoặc thọ nhận sự cung kính lễ bái của người khác, thì những người biến nhát không nên thọ nhận. Thế cho nên, tỳ kheo thường hay ca vịnh thì không ưa tọa thiền, đọc tụng kinh luật. Người ưa ca vịnh trong tâm chỉ thường siêng năng học tập việc ca vịnh. Trong tất cả các thời, chỉ ưa thích học tập các việc ca vịnh làm tất cả những phương tiện về nghề ca vịnh, khiến cho tâm ý tạp loạn, bị những phiền não ngu si phá hoại. Lúc tán tháng, việc ca vịnh kia cho là có ý vị hay. Người như thế thì tâm ý luôn rối loạn. Khi mạng sắp hết và chết đến, sẽ đi đến chỗ chưa từng biết. Riêng đi một mình không bạn lữ, xa lìa pháp xuất thế. Nếu thường ca vịnh, đó là người ngu si, không hay biết cái chết đến, tự dối gạt mình. Thân người khó được, các căn khó đủ. Dù được xuất gia, nếu chỉ làm nghề ca vịnh, không làm việc gì khác, hư vọng mà chết. Như thế là sự lợi ích của chính mình bị mất. Lại nữa, tỳ kheo làm nghề ca vịnh, bị si mê phá hoại, tầm cấu uế hạnh cấu uế Làm nghề ca vịnh ở trong tất cả việc si mê, thì si mê phụ nữ là lớn nhất si mê phụ nữ là điều cấm kỵ đối với tỳ kheo người si mê phụ nữ dù mức độ rất ít nhưng vẫn có thể bị hại thiêu đốt cũng như lửa dù rất ít nhưng vẫn có thể thiêu đốt nhiều đồ vật sự si mê phụ nữ cũng như thế có thể thiêu đốt những kẻ ngu si dù sinh trong chỗ nào trăm nghìn muôn chỗ thấy đều bị thiêu đốt trong nghề ca vịnh kia đầu tiên là tán thán phụ nữ phụ nữ đứng đầu sự mê đắm phụ nữ luôn phá hoại tỳ kheo theo vô lượng hình thức do không tránh quán sát bị ngu si phá hoại tâm tánh tán thán thân thể phụ nữ lấy đó làm việc cúng dường giữ gìn trong tâm nói thân phụ nữ là sạch sẽ tốt đẹp ác tỳ kheo kia do đó tự mình làm tiêu mất tất cả thiện pháp việc không tránh tâm quán sát cũng làm cho người khác không tránh tâm quán sát tất cả thiện pháp của mình và người đều mất đến khi thân hoại mạng chung do duyên cớ ấy phải đọa trong ác đạo sinh vào địa ngục người kia do ở nơi pháp ác bất thiện đã nghe ca vịnh tán thán nên bị buộc ràng và đọa lạc vậy sự nghe theo tà pháp ca vịnh tán tụng lại có lỗi lầm rất lớn nghĩa là ác sa môn kia nghe theo ác tà pháp ca vịnh tán tụng khiến cho tâm ý ngu si tâm tối. Đối với những việc họ chưa từng nghe, chưa từng thấy, không phải do từ nơi người khác, trước đó đã từng thấy, từng nghe, chỉ căn cứ vào tâm tham của mình mà ca tụng tán thán rồi đi dạy lại những người khác cùng ca tụng tán thán Nói rằng, tôi đã từng thấy, đã từng nghe, cho nên người kia cũng bị buộc ràng. Những kẻ khác biết người đó như vậy, Đối với những việc trước đó không thấy, không nghe mà nói như thế, tức là người bất thiện, vọng ngữ, tự tâm tư duy mà làm nghề ca vịnh. Người kia do nghiệp vọng ngữ như thế, nên khi thân hoại mạng chung đọa vào ác đạo, sinh trong địa ngục, chỉ vì do tội lỗi của việc ca vịnh tán tụng. Nghe theo tà pháp, ca vịnh tán tụng lại còn có những lỗi lầm rất lớn sự nghe theo tà pháp ưa thích ca vịnh khởi đầu từ việc nghe theo những người đã từng biết ca vịnh trước đó để học hỏi sau đó sinh khởi ác tâm trở lại tật đố nói rằng tôi ca vịnh hơn người ấy hủy bán người đã dạy mình ca vịnh trước kia nhưng thật ra những người bị hủy bán đó thật sự có năng lực mà tỳ kheo ác kia lại nói người đó là bất thiện Ác sa môn kia do tâm địa như thế, nên xa lìa việc tỏa thiền, độc tụng kinh luật, tăng trưởng tâm tắn ố, sân khỏe, nghiệp cấu uế bất thiện tăng trưởng đầy giấy. Vì thế mà bao nhiêu nghiệp lành, bạch tịnh ở đời vị lai, đáng lẽ khiến cho được an vui, nhưng lại bị tiêu diệt hết, bị những người đồng phạm hạnh khinh tiện. Ác tỳ kheo kia, nghe theo tà pháp, ác pháp, làm nghề ca vịnh, tâm không chánh trực như vậy nghe theo tà pháp, làm nghề ca vĩnh tán tụng, có những lỗi lầm nghiêm trọng. Người nghe theo tà pháp, làm nghề ca vịnh, bất luận ngày đêm, tâm ý không chân chánh, không niệm Phật mà lại ưa thích việc ca vịnh. Thường xuyên tán tụng, không nghĩ nhớ chánh pháp, không thể tọa thiền, đọc tụng kinh luật, không thể tinh cần diệt trừ phiền não. Người như thế chẳng phải thật sa môn, không có ý sa môn, không thể gặp được chánh pháp quý báu mà cả nghìn muôn kiếp thật rất khó gặp. Nhưng ác sa môn kia lại tự lập mình là sa môn, tuy gặp được chánh pháp mà không nhiếp thủ, không tu hành theo chánh pháp. Nghe theo tà pháp, làm nghề ca vịnh, tán tụng có lỗi lầm rất lớn. Nghĩa là người ác kia tham làm nghề ca vịnh, đối với những sự việc trước đó chưa từng nghe mà tự tiện tán tụng hoặc nói dối người đó thường gần gũi những người không chánh hạnh, cũng như người cuồng trí tâm bị loạn động ở khắp cả mọi nơi. Ca Vĩnh tán tụng bị những lời tà buộc ràng, tán thán những người vọng ngữ, miệng có nói ra lời gì thì đều là vọng ngữ, không một việc gì chân thật. Người như thế bị sự ca tụng che lấp tâm tánh, thích gần gũi những người ác, giàu sang, rồi nương theo những người ác, giàu sang ấy mà tạo nghiệp bất thiện những người như thế do nhân duyên gần gũi người ác được người ác cúng dường cho rượu khi thấy rượu thì thích uống rồi do uống rượu mà một việc lành cũng không làm tâm tánh loạn động đánh mất hết sự lợi ích của chính mình cũng do duyên cớ uống rượu say sưa mà cửa ác mở ra làm tất cả những ác nghiệp bất thiện khi nhìn thấy phụ nữ vì không chánh quán sát nên đánh mất tính tâm Ác sa môn kia làm những điều không phải phạm hạnh nên bị thiêu đốt tất cả phước đức, chẳng khác gì những vật thối nát. Cũng như cây tỳ đầu ca có hoa mà không trái, cũng như chiếc đèn vẽ không thể soi sáng, chẳng khác gì mặt trăng vẽ không có tác dụng chiếu ra những ánh sáng thanh lương. Ác tỳ kheo kia chỉ dùng chiếc cà sa che phủ trên thân, chỉ có hình tướng sa môn mà thôi do đó khi thân hoại mạng chung bị đọa vào ác đạo sinh trong địa ngục vì nguyên do tội lỗi nghe theo tà pháp ca vịnh tán tụng vậy vì thế nếu sa môn nghe pháp bất thiện không nên ca vịnh không nên tán tụng trái lại nên làm những việc ca vịnh tán tụng chánh pháp sẽ làm cho chánh pháp tăng trưởng nếu ngâm vịnh tán thán chánh pháp thì chánh pháp không tổn hoặc xưng tán phật hoặc tán thán Tam Bảo, làm cho chánh pháp tăng trưởng, làm cho quang minh chánh pháp soi sáng thế gian. Người tán thán, ngâm vịnh ca ngợi Tam Bảo như thế, được phước đức như thế, tuần tự theo thứ lớp sẽ đến được cảnh giới niết bàn. Kết quả, khẩu nghiệp của người kia do siêng năng tu tập tán thán Tam Bảo, nên khi tân hoại mạng chung, sinh nơi thiện đạo trong cảnh giới chư thiên nhờ cho chân thật tán thán tam bảo làm cho chánh pháp được tăng trưởng sự tán thán ngâm vịnh như thế thì nên làm nếu không làm như thế thì nhất định phải đọa vào địa ngục năm pháp thứ năm gây chướng ngại cho việc tọa thiền đọc tụng kinh luật là gì đó gọi là tỳ kheo xem tinh tú mà tư duy đó thật chẳng phải là sa môn vì xem tinh tú để tư duy là việc không nên làm là hủy hoại pháp sa môn làm chướng ngại bỏ bê việc tọa thiền độc tụng kinh luật xem tinh tú tư duy thì phước đức mạng hạnh bị tổn thất như vậy xuất gia để làm gì khi mạng căng sắp hết mà việc tu hành không xong thì không thể nào thoát những cảnh khổ đau trong thế gian như suy già bệnh chết buồn rầu than khóc sầu khổ áo não thường ở trong dòng sinh tử luân chuyển mãi mãi đối với việc xem tinh tú hoàn toàn không lợi ích tại sao vậy bởi vì việc đó không thể tự cứu lấy mình cũng không thể cứu người tại sao biết như thế bởi vì một ngôi sao chiếu mạng rất nhiều người nhưng có người thì bị khổ có người thì được vui có người thân hình xấu xí có người thân hình xinh đẹp có người sinh vào nhà quyền quý có người sinh vào chốn thấp hèn có người y pháp tu trì có người không y pháp tu trì có người bần cùng có người phú quý có người làm vua có người làm dân có người sang có người tiện có người làm nghề trộm cắp có người không làm nghề trộm cắp có người thông minh có người đần độn có người ngu ngốc có người trí huệ có người thân nam có người thân nữ có người trì giới có người phá giới có người siêng năng tinh tấn, có người biến nhát giải đãi Có người được ái kính, có người không được ái kính. Có người ai cũng kính trọng, có người ai cũng khinh ghét. Như thế chỉ có một ngôi sao mà ứng chiếu bao nhiêu người bất đồng như vậy. Nếu căn cứ vào sao thì một ngôi sao chiếu mạng thật nhiều người. Nhưng tại sao tất cả lại không giống nhau? Tóm lại, như trên đã thuyết minh, phải biết tất cả đều do công đức hay tội lỗi đời trước mà sinh ra sự khác biệt như vậy thế nhưng tất cả người thế gian đều không biết không nghĩ đến sao nghiệp chỉ nghĩ đến việc xem sao trên hư không người ngu si đối với công đức hay tội lỗi đều không biết không nghĩ không suy đối với hai quả báo nghiệp thiện và bất thiện cũng không nghĩ không suy mà cứ suy nghĩ đến các vì sao trên hư không lại nữa người xem tinh tú mà tư duy kia thật ra thuộc về loại bất thiện không tịch tịnh tại sao vậy bởi vì cùng một ngôi sao nhưng có người sinh trong nhân đạo có người sinh trong loài súc sinh có người sinh trong loài ngạ quỷ sai biệt bất đồng như thế thì chẳng phải do nơi thế lực của sao mà là do thế lực của nghiệp cho nên sinh ra sự sai khác như thế sự tư duy xem tinh tú này thuộc về bất thiện không phải tịch tịnh. Chỉ có tư duy sao nghiệp mới là thiện, mới là tịch tịnh. Tuần tự thứ lớp cho đến cảnh giới niết bàn. Lại nữa, người kia xem tinh tú, suy đoán, thật ra điều đó thuộc về bất thiện, không tịch tịnh. Vì những ngôi sao không đứng yên, không thường định, nên còn chướng ngại. Do đó sự thắng liệt như thế, nên ngôi sao này có thể bị ngôi sao khác ngăn che rồi sau kia lại bị một ngôi sao khác nữa ngăn che vì thế nếu xem tinh tú để tư duy thì nghĩa đó không tương ưng nếu có người xem tinh tú để suy đoán cho rằng tính chất của mỗi ngôi sao liên quan mật thiết đến sự khổ vui của người trên thế gian không phải tự thân mỗi người trên thế gian có khổ có vui nhưng điều đó hoàn toàn không đúng vì sao này có thể bị sao khác ngăn che nên bản thân của sao không thể ban vui gián khổ cho người nên biết rằng những nỗi khổ niềm vui đều phát xuất từ nghiệp thiện hay bất thiện mà ra hoàn toàn không phải do sao đưa đến nếu cho rằng do sao làm cho người bị khổ được vui thế có nghĩa là sao có sân có hận và nếu sao có sân hận thì chính bản thân sao vẫn bị khổ não Thí dụ như trường hợp mặt trời, mặt trăng bị sao lạc hầu che khuất, tức là bị khổ não. Như thế chính mặt trời, mặt trăng không thể cứu được mình thì làm sao có thể cứu người? Cho nên nếu sao môn tự cho mình là sao môn thì không nên xem tinh tú để suy đoán. Về việc xem tinh tú suy đoán thì đại thể có ba loại ngôi sao lớn. Đó là sao già, sao bệnh, sao chết. Ba sao này rất lớn, thường xuất hiện trong thế gian. Ác sa môn đó không chịu suy tư ba ngôi sao lớn đó mà lại suy tư những ngôi sao khác trong thế gian. Người ngu si kia không có văn huệ, cứ suy đoán về 28 vị tinh tú trong thế gian. Nếu suy tư như thế thì có nhiều tội lỗi. Trái lại, nếu suy tư về 28 vị tinh tú xuất thế gian, quán sát như thật thì người ấy được vào thành Niết bàn. 28 vì sao xuất thế gian gọi là ngũ ấm, ngũ thủ ấm và 18 giới. Nếu tư duy 28 vì tinh tú ấy thì được đến cảnh giới Niết Bàn. Nhờ quan sát thật tướng nên xa lìa ham muốn, nghiêm trì cấm giới và được Niết Bàn. Trái lại, chỉ xem tinh tú mà suy đoán thì không được Niết Bàn. Ác sa môn tự xưng mình là sa môn lại có phương pháp tính toán căn cứ vào 12 tháng. Tính như thế nhưng thật sự không được lợi ích gì cả, không thể đoạn trừ phiền não, vẫn ở trong ba cõi chịu sự luân hồi sinh tử. Người ấy không biết tính toán theo 12 nhập. Nếu người nào có thể tư duy, tính biết 12 nhập, biết đúng nghĩa chân thật thì đối với những ham muốn sẽ sinh tâm nhàm chán. Do nhàm chán thì tâm được tịch tịnh, do tâm tịch tịnh thì đến được cảnh giới niết bàn. Thế nhưng ác sa môn kia tự xưng mình là sa môn, nhưng do không thể tính biết, không thể tư duy chân chính, lại tư duy tính biết những việc nhiễm ô khác. Ác sa môn tự xưng mình là sa môn lại có những thứ ác nhiễm tư duy khác. Tư duy sáu thời, một khi đã tư duy rồi thì đối với những nỗi khổ già, bệnh chết, không được giải thoát, bị pháp nhiễm ô vô thường làm rối loạn, không thể tư duy 36 vật ô uế trong thân. Nếu người ấy chân thật quán sát thì có thể xa lìa sinh tử đến được cảnh giới niết bàn. Ác sa môn kia tự xưng mình là sa môn, suy tư về thời giờ trong thế gian. Khi suy nghĩ thì cho rằng giờ này tốt, giờ kia xấu, giờ này làm được việc, giờ kia không được việc do ác niệm ác tưởng như thế nên không được tịch tịnh không được an vui không gần niết bàn không đến được niết bàn ngược lại nên suy nghĩ về thời giờ trong tâm mình nghĩa là tướng của tâm phan duyên có thiện có bất thiện có hữu ký có vô ký người suy nghĩ về thời giờ trong thế gian thì tâm không thể suy nghĩ ba thứ thời giờ kia nếu có thể tư duy tâm thiện bất thiện có phan duyên suy nghĩ rằng nếu ta dùng tâm ấy phan duyên theo pháp lành thì đời vị lai của ta sẽ được sinh vào thiện đạo hoặc là đời vị lai của ta sẽ được đến cảnh giới niết bàn ta sinh tâm niệm ấy phan duyên theo pháp bất thiện thì thuộc về nhiễm tâm bất thiện pháp ấy không thể an vui không được tịch tịnh không phải niết bàn chẳng được niết bàn nếu ta sinh tâm niệm phan duyên theo pháp vô ký thì sẽ được quả báo vô ký ác sa môn tương tự hình tướng sa môn chỉ nhớ nghĩ những việc trong thế gian tư duy thời giờ trong thế gian chỉ có một niệm thời giờ không ít không nhiều chỉ có thời giờ trong một ngày hoặc là nửa tháng một tháng được quả báo thiện hay bất thiện suy tư khi mạng sống trong kiếp người hết mà không chịu suy tư thân mạng của ta trong từng niệm, từng niệm một hoại diệt. Chỉ trong khoảnh khắc khảy móng tay thì hoại diệt hết, không chờ đợi, không lâu dài. Hoặc là trong một ngày, nửa tháng, một tháng, thân mạng của ta từng niệm hoại diệt, không thể nào ngăn chặn, không có phương pháp nào tránh khỏi giờ phút của cái chết. Ác địa kheo kia có khi lại tư duy pháp sâu đếm do đó mà chướng ngại bỏ bê việc tọa thiền, đọc tụng kinh luật. Đó gọi là tư duy theo pháp thế gian ô nhiễm, tư duy về tinh tú, giờ giấc. Người đó hay thích làm nhiều việc, nhớ nghĩ trong tâm, cho rằng sau này, sau kia, che lấp nhau, có thể làm chướng ngại cho người, có thể đem đến việc sống cho người trong thế gian. Sau ấy, có thể mang đến việc tốt, việc xấu, nếu tư duy như thế rồi thì không thấy xa lìa suy già, bệnh, chết, buồn rầu than khóc, sầu khổ áo não, không đoạn sinh tử. Thế cho nên, Sa môn thích tử không nên tư duy như thế. Tư duy những vấn đề tinh tú ngăn che như thế, pháp này che lấp, pháp kia che lấp. Đó gọi là sao sinh bị sao tử ngăn che. Sao không bệnh bị sao bệnh ngăn che sao thiếu niên bị sao già yếu ngăn che, sao hòa hiệp bị sao ly biệt ngăn che, sao sinh nhân đạo bị sao thối đọa ngăn che, sao lạc thọ bị sao khổ thọ ngăn che, sao thiện tâm sinh bị sao bất thiện tâm sinh ngăn che, sao thanh tịnh bị sao dục nhiễm ngăn che, sao tự bi bị sao sân hận ngăn che sao trí quán bị sao ngu si ngăn che sa môn ác kia tự xưng mình là sa môn tự mình có việc đáng tư duy mà không tư duy đáng lẽ tư duy theo pháp xuất thế mà không tư duy ở đây nói là tư duy theo pháp xuất thế gian như trước đã nói người nào như thật quán sát sao thật pháp bị sao chân thật ngăn che như trước đã nói tư duy rồi quán sát chân thật thuộc về bát Thánh Đạo Phần. Tinh diệu như thế, tư duy được kết quả, tịch tịnh khoái lạc, cho đến cảnh giới Niết Bàn. Nếu người phàm phu tư duy những tinh diệu thế gian như thế, tư duy sau này, tư duy sau kia, khiến cho vô lượng muôn ức người đi vào trong ác đạo, sinh trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đây là nhân duyên khiến người bị sinh tử trong thế gian, sinh ra tham, sân, si vậy nếu có người nào tư duy thời tiết tinh tú theo đạo pháp xuất thế gian hoặc tư duy về thời gian về tinh tú quán sát chân thật mà tu hành thì có thể làm cho vô lượng muôn ức người đối với những khổ não già bệnh chết buồn rầu than khóc sầu khổ áo não được giải thoát đến cảnh giới tối thắng niết bàn bất thối không già không bệnh không chết không mất tỳ kheo sa môn tự xưng mình là sa môn nếu muốn được hết khổ sinh tử nhưng không tu theo pháp tư duy tinh diệu mà lại tu theo pháp tư duy thời giờ sai lầm như trước đã nói đó là thuộc về những pháp hèn hạ nhiễm ô biết như thế rồi thì phải biết rõ những việc ấy chẳng phải rốt ráo chẳng phải tịch tịnh chẳng phải được niết bàn nghề đó chỉ gây chướng ngại cho việc tọa thiền niệm phật tụng kinh của tỳ kheo thế nên tỳ kheo không nên xem tinh tú tư duy. Xem tinh tú suy đoán là việc không thích hợp với người sa môn thích tử. 6. Pháp thứ 6 là không nên tư duy. Đó là sa môn tự cho mình là sa môn, tư duy những điều gây chướng ngại cho việc tọa thiền, đọc tụng kinh luật. Pháp thứ sáu này là gì? Tại sao không nên tư duy? Đây nghĩa là tư duy coi tướng. Người Sa môn không nên tư duy pháp ô nhiễm trong thế gian, bởi vì nó làm tăng trưởng tam độc tham, sân, si. Tư duy theo tướng ấy sẽ chướng ngại bỏ bê thiện pháp. Nếu các Sa môn tự cho mình là Sa môn, biết tướng động đất đó thuộc về tướng nhiễm thế gian, ngày đêm tư duy cách thức mặt đất chấn động, hiện tại cho là đất nước bình đẳng, an trụ nhất định, gió thổi thì động tuy động nhưng không vẫn đục. Khi đất sắp động thì gió thổi làm cho nước vẫn đục. Hoặc khi trời sắp mưa thì có hiện tượng những đàn kiến dời ổ đi nơi khác. Hoặc là hiện tượng mặt trăng sắp bị nguyệt thực thì dầu mỡ chìm xuống nước. Chim ở trên không bay thấp gần mặt đất. Hoặc là sắp có nhật thực thì các phương đều ứng đỏ. Hoặc là sắp có điềm an ổn thì có những luồng gió mát thật dễ chịu các phương trong sáng, các tướng chuyển động đều xoay theo chiều bên phải. Thế những hiện tượng như thế thì biết là điềm an ổn. Khi sắp có tai họa thì các phương có màu đỏ vàng, khô khao, không tư nhuận. Những cơn gió mang khí nóng khô khao khó chịu, bầu trời hiện nhiều sắc đỏ, vàng, xanh. Mặt trời có quần hiện trên hư không. Khi sắp nhật thực thì các phương ứng đỏ, khi có điềm lành thì gió mát thổi lên thật dễ chịu, bầu không khí trong trẻo, không bụi dơ, vân vân. Lại còn thấy những điềm lành, các tướng vạn vật đều xoay về bên mặt là tướng tương ưng. Nếu sắp có điềm bất tường thì các phương có màu đỏ vàng, khô khao, không tư nhuận. Hoặc là có những luồng gió nóng khô, bầu trời vàng vọt, mặt trời có quần hiện trên hư không ác sa môn kia tự cho mình là sa môn xem những hiện tượng như thế vì rằng trông thấy như thế nên gây chướng ngại bỏ bê việc tọa thiền đọc tụng kinh luật suy nghĩ ghi nhớ nói năng hy vọng được tài lợi được nhiều sự cúng dường hoặc tư duy giữa hai vua người này thắng người kia thua vì cố ý tìm ra ai thắng ai thua nên trong tâm sinh ra ba thứ độc tham sân si ba thứ độc đó là do sự xem tướng làm cội gốc tỳ kheo như thế bị ba thứ tội lỗi vừa không phải là sa môn vừa không phải là người thế tục nếu vị tỳ kheo hiền thiện tự lập mình là sa môn không nên xem tướng vì biết tướng ấy là chỗ tăng trưởng cho tâm ô nhiễm ham muốn vậy lại nữa có trường hợp xem tướng xấu như trường hợp vị quốc vương đi chiến đấu hỏi thời phận Tình hình chiến sự với vị tướng sư ấy, ông ta quả quyết rằng, ngày ấy giờ ấy, quốc vương đánh nhau với nước kia, tất cả đều sẽ bại trận. Nếu tất cả muốn chiến đấu thì nơi nào đó sẽ giết được vô lượng trăm nghìn chúng sinh. Sẽ có thật nhiều người bị bắt, bị trói cột, như thế tất cả thành quách đều tan hoang, hai bên đánh nhau làm cho vô lượng chúng sinh chịu thống khổ. Ác Sa môn kia có ngày xuất quân cho vua nói rằng ngày đó là tốt nhất, chắc chắn vua sẽ chiến thắng, sẽ đánh bại vua nước kia. Do thấy những tướng như thế, ác sa môn kia suy nghĩ rằng, nếu quốc vương này thắng lợi thì ta sẽ được cúng dường nhiều tài vật. Ác sa môn tự cho mình là sa môn, do sự coi ngày giờ, coi tướng như thế. Cho nên, mọi thiện pháp, tỏa thiền và độc tụng kinh luật đều bị tiêu diệt, đồng thời tăng trưởng những pháp bất thiện do vì phân biệt sự thắng bại như vậy. Sa môn kia đã tư duy những pháp thuộc về ác nghiệp. Sau khi thân hoại mạng chung sẽ bị đọa vào ác đạo, sinh trong địa ngục. Do nhân duyên ấy, nếu những sa môn hiền thiện tự lập mình là sa môn, thì không nên tư duy tướng thế gian, bởi vì tư duy tướng thế gian ấy sẽ sinh ra ba điều quá hoạn và ngăn ngại cho thiện pháp vậy. Nếu không tư duy những tướng thế gian ấy tư duy theo pháp khác thì xa lìa ba thứ quá hoạn nhiếp thuộc về pháp xuất thế gian chánh niệm tư duy pháp ấy như thế nào đó là người kia do thấy tướng động đất mà biết rõ ngày đêm tư duy sắp động đất như thế mọi người sẽ như thế nhưng suốt ngày đêm tại sao lại không tư duy rằng tâm địa sẽ động giải thích tâm là pháp địa là thí dụ bởi vì quả đất có công năng sinh trưởng tất cả các loài thảo mộc tất cả vạn vật và làm sở y cho tất cả muôn loài cho nên lấy quả đất dụ cho tâm bởi vì tâm có công năng phát sinh ra muôn pháp cho nên gọi là tâm địa khi quả đất động thì tất cả thế gian từ núi sông cho đến vườn rừng cây cối làng xóm thành ấp tất cả đều động tương tự như thế vì tâm địa động thì tất cả đại địa thiện pháp và các pháp khác vân vân đều động. Vì thế người sa môn tự lập mình là sa môn, phải quán sát tâm địa trước tiên như thế. Có ba pháp bị động, đó là ba pháp gì? Tức là tham, sân, si làm cho tâm địa động. Cũng như khi đại địa sắp động thì trước tiên sẽ có những hiện tượng báo trước hiện ra, nghĩa là nước bị phẫn đục vì gió thổi, vân vân người phàm phu hoặc tham dục hoặc sân khỏe hoặc ngu si sắp phát sinh thì sắc diễn người ấy hoặc chuyển sang sắc đen hoặc đỏ đó là những tướng nhơ đục vì thế cho nên vị sa môn tự lập mình là sa môn trước hết phải quán sát tướng này nhiếp thuộc về tướng niết bàn quán sát tướng này sẽ không bị khổ não đây là tướng tâm địa xuất thế gian vậy kế đó quán sát tướng thế gian Thí dụ như khi trời sắp mưa lớn thì những đàn kiến sẽ tự động dời ổ đi nơi khác. Như thế, vị sa môn tự cho mình là sa môn, quán sát tướng xuất thế gian như vậy. Chẳng hạn như trong làng xóm thành ấp đông người, thế có hàng đàn việt hoặc các sa môn, bà la môn, trưởng giả vân vân Do vì những người ấy có tâm hướng về Đức Phật, vì muốn nghe chánh pháp của Phật, đi đến chỗ Phật thì Đức Phật ấy nhất định sẽ tuyên thuyết chánh pháp. Hiện nay, thế tướng ấy không phải là tướng hạ liệt, nên biết tướng này là tướng mưa chánh pháp của Phật để thấm nhuần lợi ích cho tất cả chúng sinh. Lại nữa, ác sa môn tự cho mình là sa môn, thế tướng trăng sao nhất định biết rõ sẽ có nguyệt thực. Tại sao vậy? Bởi vì đem dầu để trong nước, dầu sẽ chìm xuống dưới nước. Tướng ấy là như thế, đó chẳng phải là điềm lành chẳng phải là điềm tốt cũng không phải là việc tịch tịnh tướng như thế chẳng phải là tướng sa môn không phải tướng tịch tịnh không tương ưng vì tướng xuất thế gian tương ưng với sự quán sát nghĩa là xem xét mặt trăng trong thế gian nó có biểu hiện điềm xấu y theo đó biết mặt trăng chánh pháp của phật sẽ bị nguyệt thực tại sao vậy bởi vì dù chánh pháp của thế tôn đã chìm trong nước tâm của người tà kiến tướng ấy chẳng phải điềm tốt, cũng không phải mát mẻ. Đây là tướng thứ nhất, chẳng phải tướng nguyệt thực trong thế gian. Lại nữa, ác sa môn tự cho mình là sa môn, lại quan sát những tướng sai khác của nguyệt thực trong thế gian. Như khi mặt trăng sắp có nguyệt thực, thì chim trên hư không bay xà thấp xuống đất. Người này ở trong pháp sa môn, tự cho mình là người sa môn. Như thế là tướng không tương ưng lại có tướng tốt, tướng thuộc về xuất thế gian. Đó là quán sát nguyệt thực chánh pháp của Như Lai. Đây là chánh pháp đạo hạnh của Sa Môn. Nói cách khác, nếu Sa Môn kia gần gũi với những người bậc hạ như tri thức bậc hạ, đàn việt bậc hạ, vân vân thì cũng như chim trên hư không bay xà dưới đất. Sa môn kia gần gũi với những người bạch y không chánh hạnh tà kiến và những kẻ môn hạ vân vân, mà buông lời nói thấp kém, cũng như chim trên hư không bay xà xuống đất. Đó là lúc sinh ra tội lỗi vậy. Tất cả sa môn tự cho mình là sa môn, hãy quán sát tướng ấy, không nên quán sát tướng nguyệt thực kia, vì đó chẳng phải là tướng tốt vậy. Lại có tướng khác nữa, nếu như ác sa môn tự cho mình là sa môn, căn cứ vào tướng trạng nhật thực, quán sát mặt trời trong thế gian sắp bị nhật thực, thì các phương trời đều ứng đỏ, báo hiệu điềm lành. Vì từ các phương có những luồng gió mát thổi lên, bầu không khí trong sạch, không cấu uế, không vẫn bụi. Thế thiện tướng đi vòng bên hữu là tướng tương ưng. Vì sa môn hiền thiện kia tự cho mình là sa môn, thế việc đó không tương ưng, vì làm chướng ngại bỏ bê chánh nghiệp tọa thiền, niệm Phật, đọc tụng kinh luật. Đây là tướng thế gian chẳng phải tịch tịnh, chẳng phải an vui. Nếu hiền thiện sa môn tự cho mình là sa môn muốn được tịch tịnh thì cần phải quán sát tướng xuất thế gian, nghĩa là quán sát mặt trời Bồ Tát là nhất thiết trí. Bồ Tát sẽ nhiếp trong một kiếp hoặc hai kiếp hoặc ba kiếp quyết định sẽ nhiếp. Sa môn như thế, thế tướng Bồ Tát xuất thế gian đó là tinh tấn bố thí, đa văn trí huệ, tướng các phương có màu ứng đỏ tức là bồ tát có tự tâm thương xót tất cả chúng sinh thân bồ tát màu sắc đỏ sẽ an ổn nghĩa là bồ tát này có công đức thứ nhất tất cả đều đầy đủ nhất thiết tướng nhất thiết trí chắc chắn sẽ viên mãn chắc chắn sẽ thuyết pháp các phương không nhơ không vẫn bụi lúc ấy sẽ xa lìa các pháp quá hoạn sẽ có điềm lành là gió mát danh xưng của như lai thổi đến như vị tướng sư thế gian kia trông thấy vị tướng sư xuất thế gian này thấy tướng vị lai tướng thanh văn tướng duyên giác tướng a la hán tướng xoay về bên hữu tức gọi là chánh quán sát lại nữa vị tướng sư kia thế tướng sinh tử trong pháp thế gian như vậy thì sẽ có điềm không tốt vì thấy các phương có màu đỏ vàng khô khao không tư nhuận hoặc là thấy những phương kia không có luồng gió mát lại có màu sắc đỏ, vàng, xanh. Mặt trời có quần hiện trên hư không. Ác sa môn kia thấy tướng như thế chỉ làm chướng ngại cho việc tỏa thiền, đọc tụng kinh luật. Nếu như sa môn hiền thiện là tướng sư xuất thế gian, sẽ bị mọi người tuyên bố như thế này, sẽ có điểm không tốt. Thế nào là điểm không tốt? Nghĩa là những việc chướng ngại cho chánh pháp. Chẳng hạn như thấy phương kia có nhiều sắc đỏ, vàng, Tướng như thế là điềm chánh pháp của Phật sắp hoại diệt. Tướng như thế nghĩa là những người nơi các phương thích nói lời thô ác, nói dối, nói lưỡi đôi chiều, tạo nghiệp sát sinh, trộm cướp, sẽ có những luồng gió nóng. Đó gọi là điềm xấu. Nếu có những chúng sinh làm những hạnh không phải chánh pháp, đó gọi là gió tiếng xấu nổi dậy, thổi khắp bốn phương tám hướng. Vì các chúng sinh không hành theo chánh hạnh, tạo những nghiệp bất thiện, Tất nhiên, gió tiếng xấu sẽ nổi dậy thổi khắp các nơi. Tướng sư thế gian thấy những màu đỏ, vàng, xanh, mặt trời có quần hiện trên hư không. Tướng sư như thế là tướng sư của thế gian. Tướng sư xuất thế gian chỉ thấy những màu đỏ, vàng, xanh, mặt trời có quần hiện ra. Thì nghĩ biết là có ác sa môn, ác bà la môn, chúng hội như vậy. Chẳng phải là nhất thiết trí, khởi trí kiêu mạng, tự xưng ta đây là bậc nhất thiết trí. Đó là người tà kiến, không phải mặt trời chánh pháp. Không phải nhất thiết trí mà xưng là nhất thiết trí. Không phải chúng tính tốt mà thuộc về chúng tính phàm xuất sinh. Người như thế chẳng khác mặt trời tà kiến xuất hiện. Tất cả dược thảo, vườn rừng, cây lá thấy đều khô khao. Như thế gọi rằng tất cả người lành, dược thảo chánh kiến, vườn rừng đều khô khao như thế, như thế. Còn đây là hiện tượng mặt trời chánh pháp, xuất thế gian sắp xuất hiện, nghĩa là tăng trưởng thiền định, tụng độc kinh luật đệ nhất nhị đế, quang minh thù thắng trí huệ. Quán sát như thế thuộc về tướng xuất thế gian. Quán sát trước rồi sau mới ghi, mới nói. Đó gọi rằng vì tất cả những hàng sa môn, bà la môn, các trưởng giả vân vân có tính tâm đối với tam bảo, ghi và nói như sau quý vị hôm nay được gặp mặt trời chánh pháp xuất hiện, đều nên tinh tấn, siêng năng tu tập các nghiệp lành, đừng đợi đến ngày sau, khi chánh pháp thấy đều hoại diệt, mặt trời tà kiến xuất hiện. Người chẳng phải sa môn tự nói mình là sa môn, chẳng phải bà la môn nói là bà la môn, chẳng phải nhất thiết trí nói là nhất thiết trí. Mặt trời có quần của các ác sa môn và bà la môn xuất hiện, thì chừng đó quý vị bị suy não vân vân ghi nói pháp nhất thiết trí như thế người ấy tức là tương ưng tức là thầy xem tướng chân thật có ý đại Thù Thắng nếu người nào có thể tư duy tướng pháp như thế thì không chướng ngại việc tọa thiền niệm Phật đọc tụng kinh luật nếu tư duy những tướng thế gian khác thì chướng ngại cho việc tọa thiền niệm Phật đọc tụng kinh luật trên đây là thuyết minh về đạo thế gian và xuất thế gian hai phía thắng liệt khác nhau như thế. Pháp thế gian thì nhiếp thuộc về sinh tử, Pháp xuất thế gian thì tuần tử thứ lớp sinh về cảnh giới lành cho đến cảnh giới niết bàn. Bây giờ, Đức Thế Tôn ca diếp như lai tuyên thuyết kệ rằng Bỏ ngồi thiền tụng kinh, thường ưa thích xem tướng, kia xa lìa thiện pháp, không thể được niết bàn nếu xa lìa tự pháp mà thích ưa tha pháp hai pháp kia đều mất đi vào cảnh ác đạo nếu người bỏ nhà mình mà lại ưa nhà người sẽ bị người chê cười bị nghèo cùng thật nhanh tâm si ác như thế khinh trí tự nói hơn xa lìa tự pháp rồi mà tu theo tha pháp xuất gia mà tà mạng mất pháp mất tiếng khen trong người nhẹ như cỏ tương lai vào ác đạo giải thích trong người nhẹ như cỏ câu này ý nói người xuất gia mà không tu theo chánh pháp thì sinh làm loài người trong giai cấp hèn hạ không có giá trị gì chẳng khác nào cộng cỏ mà thôi xa lìa pháp tịch tịnh mà làm theo ác nghiệp người ấy không bao lâu phật pháp đều mất hết tâm hy vọng ly dục không hy vọng gì khác siêng tinh tấn tri túc như thế là tu thiền nếu tâm ham ưa thích thường tham việc uống ăn là giặt mặt cà sa không gọi là tỳ kheo nếu tỳ kheo xem tướng, thường tư duy tinh tú, gần vua hay buông lung, không tương ưng tỳ kheo. Nghề y sư, họa sư, nghe pháp ác tán vịnh, đồng ở với kẻ ác, thì mất pháp tỳ kheo. Ganh ghét người thiền tụng, ưa thích nói nhiều lời, tham cúng dường tài lợi thì mất pháp tỳ tì kheo tìm cầu các bảo vật ưa thích nhiều người quen lại tham tài vật khác thối thất pháp tỳ kheo chỉ tham thức uống ăn ngã mạng không hỏi người hy vọng nơi mời thỉnh thối thất pháp tỳ kheo không gần tất cả người xa lìa những kẻ ác ăn rau cải tri túc gọi là chân tỳ kheo duyên nơi các cảnh giới xa lìa như hầm lửa đoạn trừ tội ngã mạng gọi là chân tỳ kheo trong ngoài đều tịch tịnh trí quang minh trang nghiêm y trì giới che thân gọi là chân tỳ kheo xa lìa pháp thế gian không động như tu di trừ tất cả sân ái gọi là chân tỳ kheo ban đêm ở trong thành chỗ nhiều người cũng thế nương tựa trong hang núi là tỳ kheo giải thoát sợ xấu không gần người chánh hạnh tâm không động trí xét kỹ tịch tịnh là độc hạnh tỳ kheo không hy vọng ái ngữ xa lìa ác tri thức, không ưa làm nhiều việc, là tỳ kheo giải thoát. Tỳ kheo kia như thế, thoát khỏi pháp hữu lậu, biết thế gian niết bàn, tâm đều không hy vọng, tâm thường ưa trí huệ, cùng với thiền tịch tịnh, với sinh già bệnh chết, tất cả cảnh sợ rệt, cùng với việc hải hùng hoàn toàn được thoát khỏi. Tỳ kheo như thế thì chứng được quả vị A la hán, nếu không như thế thì chỉ mang khư danh tỳ kheo mà thôi, chỉ tự làm chứng ngại cho mình, đọa vào bờ phở hiểm nguy. Pháp thứ sáu này chứng ngại như thế, nếu là thiện sa môn thì không nên làm. 7. Sa môn tự lập mình là sa môn đối với pháp thứ bảy là gì? Đó là chỉ lo tôm góp thức ăn uống, tích chứa cho đầy, cho nhiều. Do đó, càng tăng trưởng tâm tham sân, xa lìa tất cả chánh nghiệp tòa thiền, niệm Phật, đọc tụng kinh luật, chỉ muốn ngồi trên giường tòa cao rộng mà thôi. Nhiếp thuộc trong số chúng tăng, hư vọng thọ dụng những vật cần dùng của đàn na tính thí, như giường tòa, nệm, tòa cụ, thuốc men, điều trị trong lúc tật bệnh. Trước kia, khi còn tại gia thì biến nhát, giải đãi rất sợ phải làm công việc, cho nên đi xuất gia. Sau khi xuất gia rồi, chị ưa tham việc ăn uống ngon hay dòm ngó thức uống ăn ngon của người khác, thường mong cầu thức uống ăn hoặc ưa duyên theo cảnh giới. Tỳ kheo như thế là tỳ kheo chết đó là tỳ kheo không biết tọa thiền, độc tụng kinh luật, hủy phá tịnh giới. Dù rằng còn sống nhưng không khác gì người đã chết. thân tỳ kheo ấy chỉ là một vật bỏ đi. Tỳ kheo hủy giới, tất cả thiện pháp thấy đều bị phá hoại, chỉ thích ngồi trên giường chúng tăng, thân tâm kiêu mạn, tự cho những việc đó là hay là tốt. Chỉ có hình tướng pháp phục bên ngoài mà thôi kỳ thực không có giới đức xa lìa chánh giới đó gọi là giới nghĩa là tâm giới mà tỳ kheo kia không thể nghiêm trì tỳ kheo kia không thể thực hành giới đó gồm có bảy thứ đó là khẩu giới nghĩa là những giới cấm thuộc về khẩu nghiệp như thế tỳ kheo đối với tỳ kheo hay với người thế tục hoặc đối với phụ nữ không cùng với họ trò chuyện trừ phi có pháp sự Tỳ kheo nghiêm trì cấm giới, trừ việc đi khất thực ra, miệng không cùng với họ nói chuyện, hoặc có khi vì mọi người chú nguyện nói như sau: "Tôi nói pháp khiến cho quý vị được an vui, khiến cho quý vị được nhập niết bàn, vân vân." Nếu khi thấy mẹ hay chị em gái thì chỉ nhìn xuống chân họ mà không nhìn mặt họ, không xem y phục và đồ trang sức của họ. Bây giờ, Đức Thế Tôn Ca Diếp Như Lai nói kệ rằng Dùng tay chụm hoặc do gió thổi, lửa này hồi lâu mới bốc cháy. Nhìn đến phụ nữ, lửa dục khởi. Bốc cháy tức thì, không đợi lâu. Thế cho nên là một vị xuất gia tỳ kheo, phải khiếp sợ lửa dục thiêu đốt. Cần phải giữ gìn bảy điều giới cấm sau đây. Điều giới thứ nhất, không nói chuyện với tất cả phụ nữ điều giới cấm thứ hai không gần gũi ác tri thức điều giới cấm thứ ba không an trụ lâu một chỗ điều giới cấm thứ tư không nhận lãnh lợi dưỡng nhiều xa lìa những đồ cúng dường nhiều điều giới cấm thứ năm không xa lánh người bệnh không gặp gỡ vợ con điều giới cấm thứ sáu xa lánh những chỗ có nhiều lợi dưỡng vì sợ sẽ sinh tâm tham lam. Điều giới cấm thứ bảy, xa lìa người phá giới, không ở chung với họ. Bảy điều cấm giới như thế, ác tỳ kheo kia, không nhiếp giữ, chỉ tham lam thức ăn uống. Đối với tài vật của người, đối với việc cúng dường của người, hoặc thấy, hoặc nghe, thì sinh tâm buồn rầu, suy nghĩ rằng, ta hôm nay phải lập phương tiện chi để được lợi dưỡng như người kia. Suy nghĩ như thế rồi, sinh tâm tham trước ô trượt chỉ tăng trưởng tâm tham. Tất cả thiện pháp của ác sa môn kia đều bị phá hoại. Ngày đêm vì đó thường buồn rầu, tâm không yên ổn. Lại thấy những vị tỳ kheo khác hiền thiện, nghiêm trì cấm giới, được mọi người cúng dường thì sinh tâm tật đố, sinh lòng tham lam. Do đó nên vị này đi đến nhà những đàn Việt, nói những lời nịnh bợ, cố trang phận y phục chỉnh tề, hình tướng đàng hoàng. Ra vẻ ít nói, bước đi chậm rãi, bề ngoài khiển tướng oai nghi tịch tịnh, nhưng tâm lại không tịch tịnh. thân tuy mặc y bá nạp, nhưng lại cùng với nhiều người, không nghiêm trì cấm giới, kết làm bạn bè. Thì theo như thế, chỉ có tiếng loa, tiếng bối, chuyên làm ác pháp, Đồng bạn theo nhau cố tạo tính tâm cho những đàn việc nên cố hiện tướng nghiêm trị cấm giới như thế, như thế. Mọi việc làm đều tùy theo tâm hư vọng. Tỳ kheo giả dối như thế, nhưng những đàn việc lại tưởng là người nghiêm trị cấm giới, nên cho rằng họ là những vị tỳ kheo nghiêm trị cấm giới đệ nhất. Ác tỳ kheo kia hiện tướng trì giới để làm cho những người đàn Việt kia sinh tâm kính tính rồi cùng các bạn lữ của mình thường xuyên đi đến nhà những đàn việc kia. Những tỳ kheo như thế, tùy theo chỗ đã nghe, biết chút ít Phật Pháp, cùng với đồng bạn nói những Pháp mình đã biết cho đàn việc nghe. Họ làm như thế, cốt ý là muốn cho những đàn việc đó đem những lợi dưỡng, thay vì cúng dường cho những vị tỳ kheo hiền thiện, thì đem cúng dường cho họ. Những tỳ kheo như thế, tuy là mang hình tướng sa môn, nhưng thật ra đó là những kẻ đại tạc đệ nhất trong Phật Pháp, chuyên dùng thủ đoạn gian dối đến nhà đàn Việt để cướp tài vật cùng với đồ cúng dường của người khác. Những tỳ kheo như thế, thấy tài lợi đồ cúng dường của người sinh tâm tham lam tật đố. Chưa bao giờ, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như một cái nhắm mắt, mở mắt, mà tạm làm pháp lành ác tỳ kheo kia là một sa môn phá giới, xa lìa chánh nghiệp tọa thiền, niệm Phật, đọc tụng kinh luật. Không một niệm nào chẳng nhiếp vào tam đồ ác đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Lại ác tỳ kheo kia cùng với đồng bạn, đối với vị tỳ kheo nghiêm trị cấm giới, đã quen biết nhà đàn việc trước kia, dùng tâm xỉm khúc, nói tội lỗi của quý tỳ kheo hiền thiện ấy, hoặc dùng tâm tật đố nói vị tỳ kheo hiền thiện kia là người phá giới hoặc dùng tâm tật đố nói vị tỳ kheo hiền thiện kia là người không văn huệ hoặc dùng tâm tật đố nói với đàn việt rằng vị tỳ kheo trong nhà của ông là người phá hủy cấm giới hoặc nói vị đó là người giải đãi không đa văn không trí huệ ngu si như loài chim ít nghe ít trí ác tỳ kheo kia đối với đàn việc của người nói những lời ác như thế thường thường gần gũi cảnh giới phi pháp cho nên đâu còn chỗ nào để tu chánh nghiệp ngồi thiền niệm phật đọc tụng kinh luật người đó là vật trống rỗng không bền chắc khi thân hoại mạng chung sẽ bị đọa trong ác đạo sinh vào địa ngục bây giờ đức thế tôn ca diếp như lai nói kệ rằng người nói lời vọng ngữ não hại các chúng sinh thường như loài hắc ám dù sống như người chết dùng đao tự cắt lưỡi làm sao lưỡi công đức nếu nói lời vọng ngữ công đức thật mất hết nếu người nói vọng ngữ trong miệng có rắn độc đau bén ở trong miệng lửa dữ cháy trong miệng độc trong miệng kịch độc đọc của rắn không bằng đọc miệng hại chúng sinh mạng chung đọa địa ngục nếu người nói vọng ngữ miệng mình chảy mũ ra thì lưỡi là bùn nhơ và cũng như lửa dữ bị buộc ràng như thế tiền sử của địa ngục phá hoại cầu chánh pháp đều là tội vọng ngữ người nói vọng ngữ kia không cha mẹ anh em cũng không trì cấm giới, chết đọa vào ác đạo. Nếu người nói vọng ngữ, mau bị người khinh khi, người lành đều xa lánh, chư thiền không ủng hộ, không giữ gìn lời nói, sinh sân hận rất mau. Tâm bị sự nói nhiều, thường chịu các khổ não, thường tắng ố mọi người, cùng những chúng sinh ác phương tiện não loạn người do ác nghiệp đã tạo nên sau khi xả thân quyết đọa vào địa ngục đức phật thế tôn ca diếp như lai kia đã tuyên thuyết bảy thứ ác nghiệp làm chướng ngại bỏ bê chánh nghiệp tọa thiền niệm phật đọc tụng kinh luật như thế ác tỳ kheo kia đối với người trì giới làm những điều không lợi ích thế cho nên chư thiên xa lánh trong miệng sinh gươm đau chỉ vì một chút lợi dưỡng mà đối với những người có công đức chân thật lại nói là không có công đức. Đối với những vị tỳ kheo thật sự không có lỗi mà nói là có lỗi. Người như vậy thuộc về ác sa môn nhưng tự cho mình là sa môn chỉ toàn nói năng những lời phọng ngữ. Những người như thế thường có ác ý, ác hạnh, ác pháp. Bây giờ người chủ đàn việc kia một thời gian sau rõ biết mọi chuyện thì sinh tâm kinh bạc biết kẻ ấy là người vô nịnh đây là pháp thứ bảy thế cho nên tỳ kheo cần phải xa lìa ác pháp thứ bảy ấy đó gọi là hy vọng các thức uống ăn cúng dường đều thuộc về phần mình tám ác pháp chướng ngại thứ tám làm chướng ngại bỏ bê việc tọa thiền niệm phật đọc tụng kinh luật của tỳ kheo cho nên sa môn cần phải xa lánh pháp thứ tám này là gì đó là ưa tôm góp những thứ quý báu tạo tác các thứ bảo phật tỳ kheo xuất gia là vì sợ sinh tử có nhiều sự khổ não những thứ khổ nếu nói lượt thì có hai thứ là y nơi ngủ ấm lục nhập thập bát giới ở trong ba cõi còn nói rộng thì có năm đạo nếu nói rộng nữa thì có tám cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, sáu cõi trời dục giới. Trong dục giới lại có những thứ khổ chi nhánh, trong sắc giới lại có những khổ về tâm, trong vô sắc giới thì có khổ thối đọa. Cho nên khi sắp thối đọa thì chánh định tán loạn, tâm đã như thế thì có vô lượng khổ não sai khác. Thiện nam tử kia quan sát sự khổ não ấy rồi sẽ sinh tâm, nhàm lìa, sợ sệt những tội lỗi, cho nên cào bỏ râu tóc, mặc y pháp phục, do bởi sinh tâm kính tính mà xuất gia. Lại sa môn kia, quán sát những thứ khổ não, nên sinh tâm sợ sệt. Đó gọi là những khổ về sắc thân. Khổ sắc thân có hai cõi, một là sắc giới, hai là dục giới. Nếu chỗ nào còn có sắc thân, thì còn thọ khổ não, sự thọ khổ trong sắc giới như thế nào. Nghĩa là ở trong cảnh giới thiền định, cảm thấy mỏi mệt, cho nên xuất định. Khi ra khỏi định rồi, thì thân mệt mỏi. Khi vị thiền nhân sắc giới kia sắp thối đọa oai đức trên thân trở nên hạ liệt, phong đại chạm xúc đến thân mình. Hiện tượng này từ trước đến lúc đó chưa hề có. Vì thế đến bấy giờ, bị sự xúc chạm này nên phải thọ khổ não chỉ trừ mắt xúc chạm thọ lạc không khổ nhưng đó còn là vô ký phân biệt như thế thọ khổ không đồng y nơi sắc thân mà có khổ thiện nam tử kia nghe như thế rồi biết trong sinh tử tất cả đều khổ não ấm nhập xứ giới tụ họp thấy đều khổ người kia quán sát như thế thầy trồng sinh tử có vô lượng vô biên khổ mà đi xuất gia khi đã xuất gia rồi lại không gần gũi người lành trở lại gần gũi người bất thiện cùng với họ tạo nghiệp nghe các địa phương nào có bảo vật thời không còn sợ bất cứ thứ gì dù tính tâm xuất gia nhưng một khi nghe đến bảo vật thì lại sinh tâm tham lam hoặc nghe đến vàng bạc hay châu báu thì tâm không hề biết chán do đó mà bị lửa tham thiêu đốt người kia đã bị lửa tham thiêu đốt cùng với các ác tri thức đi từ chốn núi rừng này đến chốn rừng núi kia từ ngọn núi này đến ngọn núi khác cứ như thế họ đi đến những chỗ thật sầm uất bị lửa tham thiêu đốt ngày đêm bị khổ không lúc nào ngừng dứt không một phút an vui do nhân duyên gì mà lại xuất gia như thế không nghĩ nhớ tánh này lại nghĩ nhớ tánh khác, nghĩa là xa lìa thân tánh mà không tư duy, như trên đã nói. Người kia tâm ý bất chánh như thế, nguyên vì tâm ý rối loạn mà gây chướng ngại, bỏ bê chánh nghiệp tọa thiền, niệm Phật, tụng đọc kinh luật, mất nơi pháp lành. Người ấy chẳng phải sa môn, cũng không phải thế tục, vì cầu niết bàn nên xuất gia, nhưng bị tánh quỷ kia dựa vào, nên sinh tâm tham lam, bị lưới tham ràng buộc vào trong chốn địa ngục. Bây giờ, Đức Thế Tôn Ca Diếp Như Lai nói kệ rằng, Quán sát nơi thân tánh, tức là tất cả tánh, muốn đến cảnh Niết Bàn, chỉ lo điều thân tánh, nếu xa lìa thân tánh, tham trước nơi tánh khác. Người ấy mê chân tánh, không thoát ly khổ não kim tánh thì không thể trừ diệt các khổ não người biết rõ chân tánh được thoát khổ không nghi trong tất cả các khổ sinh khổ là hơn hết khổ này khó thoát ly của cải trong thế gian với vua giặc nước lửa cùng với con bất hiếu với năm nhà nói trên tất cả đều sợ sệt Thế nên người xuất gia phải xa lìa tài Phật. Phải nên suy nghĩ rằng xưa nay vốn không Phật. Xa lìa thì an vui, cất chứa thì bị khổ. Biết kỹ nơi thân tánh, lại biết rõ tánh tướng, ưa thích việc thiền tụng để đốt núi phiền não. Thế nên người trí huệ chỉ quán sát thân tánh chúng sinh biết tự tánh thì được vui niết bàn. Là người có trí phải phát tâm siêng năng tinh tấn, quán sát thân tánh như thế, không ưa thích kinh doanh kim tánh, ngân tánh, vân vân. Vì kim tánh, ngân tánh này là cội gốc sợ sệt của tất cả người tài gia, huống chi là xuất gia. Người xuất gia xa lìa tất cả, đối với những tài vật kia tất cả đều phải sợ sệt. Chỉ khi nào không phải là tài vật buôn bán thì mới được an vui. Vì tài vật như thế thì chẳng phải là tài vật, chẳng phải tài vật tánh. Đó là tài vật gì? Nghĩa là quán thân tánh. Nếu xa lìa thân tánh mà ưa tánh khác, thì không phải đối với chánh nghiệp tọa thiền, niệm Phật, đọc tụng kinh luật mà tinh tấn vậy. Người như thế, khi thân hoại mạng chung, sẽ bị đọa trong địa ngục. Cho nên người xuất gia thường phải tu tập tài vật chánh nghiệp là tọa thiền, niệm Phật, đọc tụng kinh luật vân vân. Không nên mong cầu những tài vật phàm phu trong thế gian vì sẽ làm tăng trưởng tâm tham ái. Thế cho nên người xuất gia phải lấy pháp tri túc làm tài vật thứ nhất. Còn những tài vật khác chỉ làm cho suy não mà thôi. Đây là pháp thứ tám làm chướng ngại cho việc tọa thiền, niệm Phật, đọc tụng kinh luật, cho nên sa môn xuất gia cần phải xa lìa. 9. Ác pháp thứ 9 làm chướng ngại bỏ bê chánh nghiệp tọa thiền, niệm Phật, đọc tụng kinh luật của tỳ kheo nên cần phải xa lìa. Pháp thứ 9 là gì? Đó là gần gũi quốc vương. Người xuất gia không nên gần gũi quốc vương, tại sao thế? vì nếu sa môn gần gũi quốc vương thì sẽ bị thế nhân chê bai và không cúng dường ác sa môn kia gần gũi quốc vương hy vọng được tài vật hoặc ở chốn thành đô hay làng xóm hoặc chỗ đông người thường mong cầu tài vật không biết nhàm chán dù người nào không có tâm mong cầu tài vật chỉ gần gũi quốc vương cũng chướng ngại bỏ bê chánh nghiệp tọa thiền niệm phật đọc tụng kinh luật của chính mình như thế nếu tỳ kheo phát tâm muốn thực hành đạo pháp giải thoát đừng trở lại đi vào con đường phiền trượt đừng gần gũi quốc vương lại tỳ kheo không nên gần gũi những hạng người nào đó là những người ác nó rõ hơn đó là những ác tri thức hoặc có khi vì nhiễm theo cảnh giới ngũ trần sắc thinh hương vị xúc hoặc không khéo quán sát, biến nhắc ngu si, nên ở trong những chỗ đông người, làng xóm, vân vân Tất cả đều phải trừ bỏ, không được gần gũi những người vô nịnh, giả dối. Những người tham thức ăn ngon, những người buôn bán, những người mưu sống theo ác luật nghi như nghề đồ tể, thợ săn, vân vân Không được gần gũi những người có bản tánh tật đố, những người tà kiến, những người không có tâm lượng suy xét kỹ, những người ngã mạng, những người đột nhiên được phú quý, những kẻ cờ bạc chơi bời, những người bán rượu, những kẻ nghiện rượu, không được la cà nơi những quán rượu, không được gần gũi nhìn ngó hàng phụ nữ, không được thân cận những chủ chứa dâm nữ, những người buôn bán hàng tạp hóa, những đầu bếp cắt thịt nấu nướng, những ngục tốt, không được gần gũi những người bắt bắn chim, không được gần gũi những kẻ hí luận, những kẻ tin theo ngoại đạo những kẻ bị mọi người chán ghét tỳ kheo không nên gần gũi những hạng người kể trên hoặc sống chung nói chuyện đi chung một đường với họ tất cả đều không nên tại sao thế vì nếu tỳ kheo sa môn xuất gia mà đi gần gũi những hạng người đó thì bị người khác sinh nghi nếu người xuất gia là người thanh tịnh xa lìa các quá hoạn thì không nên gần gũi những hạng người nói trên đánh cho người khác khỏi nghi ngờ, cho rằng tỳ kheo đó cùng một nhóm, một hạng với những loại người ấy, vì tỳ kheo nhập bọn với họ sẽ bị những tội lỗi của họ làm nhiễm ô, thế cho nên tuyệt đối phải xa lánh. Nhưng hạng người đó tỳ kheo còn phải xa lánh, huống chi là quốc vương. Tỳ kheo nếu gần gũi quốc vương thì sẽ trở thành một kẻ phàm bỉ. Bây giờ, Đức Thế Tôn Ca Diếp Như Lai nói kệ rằng, tỳ kheo nên ở rừng, gần vua rất phàm bỉ, mặc cà sa gần người, như tớ nương chủ sống. tỳ kheo không gần người, trời còn không nên gần, ngỗng không nên gần chó, vì nó sạch sẽ vậy. Không ngã, không hy vọng, tâm không cầu tất cả. Người sợ sệt sinh tử, gần vua thì bất thiện ở vườn rừng gò mã hoặc đất bằng hoặc núi tức là thiện tỳ kheo gần vua thì bất thiện như thế phải dùng vô lượng phương tiện xa lìa sự gần gũi quốc vương nếu những người gần gũi quốc vương thì những người phạm hạnh khác đều quở trách chê bai cần phải gần gũi những người đáng gần gũi đó chính là quốc vương trí tuệ Gần gũi những người như thế, rốt ráo sẽ được tịch tịnh, vì gần gũi quốc vương trí huệ, chắc chắn sẽ đến được cảnh giới niết bàn, tùy theo chỗ sở đắc, thảy đều không thối thất. Gần gũi quốc vương trí huệ kia thì có phương tiện, nghĩa là đối với việc tọa thiền niệm Phật, đọc tụng kinh luật sẽ rất kiên cố tinh tấn, không làm những sự nghiệp khác mà gây chướng ngại, bỏ bê việc tọa thiền niệm Phật, đọc tụng kinh luật nên gần gũi những bậc tôn túc, sư trưởng để tu tập pháp tri túc, tâm sẽ được điều thuận, thường không tham cầu. Do gần gũi tôn túc, sư trưởng, tùy thời hang hỏi, học tập, thọ trì không quên. Đối với những việc hy hữu, không tìm cầu mà vẫn thấy nghe, không sinh kỳ đặc, gần gũi quốc vương hữu trí có phương tiện như vậy. Bây giờ, Đức Thế Tôn Ca Diếp Như Lai nói kệ rằng gần tôn trưởng cúng dường tùy thời siêng thỉnh vấn tu hành thí giới trí lại gần gũi vô trí trong trời người thế gian hay chỉ cảnh niết bàn ba cõi không buộc rằng vua thế gian là phàm nếu người không khổ não ấy mới gọi là vua nếu thường bị khổ não không được gọi là vua tỳ kheo nên gần gũi quốc vương có trí huệ như thế, đừng gần gũi những quốc vương phàm phu. Vì gần gũi quốc vương phàm phu, thế gian sẽ bị chướng ngại, bỏ bê chánh nghiệp tọa thiền, niệm Phật, đọc tụng kinh luật. Nếu không tỏa thiền, niệm Phật, đọc tụng kinh luật, người ấy sau khi xả thân sẽ bị đọa trong tam ác đạo. Đó là cảnh giới quốc vương phàm phu trong thế gian. Cho nên Tỳ kheo biết lỗi ấy rồi, thường không gần gũi quốc vương. Người tu hành ở chốn núi rừng vắng vẻ, nếu gần gũi quốc vương sẽ không thích hợp, cho nên cần phải xa lìa. Vì pháp thứ 9 này có chướng ngại khiến bỏ bê chánh nghiệp của sa môn thích tử xuất gia, cho nên phải xa lìa. 10. Ác pháp chướng ngại thứ 10 khiến bỏ bê việc tọa thiền niệm Phật độc tụng kinh luật của tỳ kheo. Vì thế cho nên Sa môn Thích Tử cần phải xa lìa. Pháp thứ 10 là gì? Đó là tỳ kheo hy vọng được người thỉnh mời, ưa thích tham lam các thức ăn ngon, trước đó đã theo cảnh giới tu hành theo chánh hạnh rồi, một thời gian sau đi dạo trong nhân gian, xa lìa rừng núi đồng vắng là nơi thích hợp với người tu. Những tỳ kheo như thế hay gần gũi những sự buông lung dạo đến các gia đình, các tụ lạc, làng xóm, từ đô thị này đến đô thị khác, từ chỗ đông người này đến chỗ đông người khác. Như thế, đi khắp mọi nơi, nói thật nhiều lời, những lời thế tục. Ưa thích gặp gỡ những bà con thân thuộc trước kia, gần gũi người quen biết. Do vậy, những người quen biết đó thường hay mời thỉnh về nhà để cúng giường, tì kheo kia được thức ăn ngon tốt khi đã được thức ăn ngon tốt rồi thì liền quên trốn núi rừng xa lìa tỏa thiền niệm phật đọc tụng kinh luật làm theo những việc buông lung hy vọng được sự ăn uống đối với tấm thân vô thường này đều không biết không hay cứ đắm trước theo việc ăn uống như thế hy vọng được nhiều người mời thỉnh trong tâm cho đó là việc vui thú lại nếu như tỳ kheo ở trong cảnh giới không đúng như pháp tu hành, thì khi mắt thấy sắc đẹp liền sinh tâm ưa thích. Do sinh tâm ưa thích nên sinh tâm nhiễm dục. Do sinh tâm nhiễm dục nên hy vọng luôn được nhìn thấy. Do đắm trước những chỗ kia nên sinh lòng ưa thích mãi. Tỳ kheo như thế nếu du hành trong nhân gian sẽ mất hẳn chánh nghiệp tọa thiền niệm Phật độc tụng kinh luật lợi ích của chính mình như thế tâm đạo thối thất chỉ mong cầu được sự uống ăn thường đến nhà người do đến nhà người nên mắt trông thấy sắc đẹp tâm sẽ sinh ưa thích như thế cứ theo tuần tự thứ lớp tai nghe thinh trần tâm sinh ưa thích mũi ngửi hương trần tâm cũng sinh ưa thích thế là ưa thích tất cả mọi cảnh giới phàm phu bị cảnh giới ngũ dục trói cột ràng buộc, trong rủi theo tất cả cảnh giới ngũ dục. Những người như thế vừa không phải là tại gia, cũng không phải là xuất gia. Những người như thế khi thân hoại mạng chung sẽ bị đọa trong ác đạo, sinh vào địa ngục. Thế cho nên người tu hành không nên ưa thích người khác thỉnh mời. Vì ưa người khác thỉnh mời sẽ bị những lỗi như thế. Tỳ kheo cần phải quan sát những tội lỗi ấy, không nên du hành trong nhân gian. Người tu hành có năm duyên được phép du hành trong nhân gian. Một, vì bệnh nhân nên phải đi tìm kiếm các loại thuốc, các đồ nhu dụng nên được phép du hành trong nhân gian. Hai, vì nhân duyên nhiêu ích cho các vị tôn túc sư trưởng nên được phép du hành trong nhân gian. Ba, Vị nhân duyên xây dựng hay tu bổ tháp Phật, chùa, am thì được phép du hành trong nhân gian. 4. Vị nhân duyên làm lợi ích chúng tăng nên được phép du hành trong nhân gian. 5. Vị nhân duyên quốc vương nước khác phá hoại nước mình nên muốn giáo hóa quốc vương ấy thì được phép du hành trong nhân gian. Chỉ được phép du hành trong nhân gian khi có một trong năm nhân duyên trên. Nếu không có một trong năm nhân duyên trên mà du hành, thì đó là hư vọng mà du hành, khiến bỏ bê chánh nghiệp tọa thiền, niệm Phật, đọc tụng kinh luật. Người ưa du hành trong nhân gian như vậy, đối với những khổ, già, bệnh chết, buồn rầu, khóc than, sầu não, không thể nào thoát ly. Nếu sa môn kia tự lập mình là sa môn, thì chỉ là xuất gia suông, không tu theo chánh pháp. Cho nên tỳ kheo, nếu tâm hy vọng muốn đoạn trừ tham ái, thì phải phát tâm tu theo chánh pháp. Cần phải chánh quán tịch tịnh, giữ gìn các căn. Nương tựa theo các bậc tôn túc sư trưởng, gần gũi ngôi tam bảo, nhiếp tâm mà tu hành. Vì có nhiếp tâm trong ngôi tam bảo, thì mới đoạn trừ được tất cả cội rễ phiền não kiết sử. Bây giờ, Đức Thế Tôn Ca Diếp Như Lai nói kệ rằng, xa lìa nghiệp thiền tụng chỉ ưa thích uống ăn không phải là tỳ kheo tâm kia như quỷ đói ngoài thiền ra không vui người trí nói như thế lìa vui thiền định ra không có vui gì khác người ngu bỏ vui trên chỉ ham thích uống ăn người suy ác thế ấy thì bị việc suy não nếu người ưa cảnh giới thường nương vui cảnh giới tăng trưởng pháp bất thiện mãn chung đọa ác đạo nếu người lìa thiền tụng không trì giới bố thí cương cường không điều phục còn sống như chết rồi thuận chánh pháp tu rồi với thế gian xuất thế lìa pháp thường ngu si còn sống cũng như chết dù mang lớp thân người ngu si như súc sinh vì ánh sáng đèn trí không soi đến tâm mình nếu người thọ trì giới thì được gọi là người tất cả người phá giới không khác gì như chó nếu tham không bố thí không điều phục ác hạnh thì không gọi là người nhíp vào loài ngạ quỷ nếu người không giới trí lại cũng không bố thí người ấy dù còn sống không khác gì người chết nếu tu giới thí thiền thọ trì pháp tam muội người ấy gọi là người được chư thiên kính lễ có công đức là người không công đức như dê công đức biết công đức người ấy gọi là trời công đức như thế chỉ người có công đức mới biết người có công đức thì ở tất cả chỗ đều vui nếu không có công đức người kia thường bị khổ thế cho nên tỳ kheo đã nghe công đức thù thắng như thế rồi không nên tham lam thức ăn uống. Pháp thứ 10 này làm chướng ngại bỏ bê chánh nghiệp của người xuất gia tu thiền, niệm Phật, tụng đọc kinh luật. Người sa môn thích tử, sợ sinh tử thì cần phải sợ Pháp nói trên. Mười một. Ác Pháp chướng ngại thứ mười một, làm chướng ngại bỏ bê chánh nghiệp tọa thiền, niệm Phật, đọc tụng kinh luật của tỳ kheo. Thế cho nên sa môn cần phải xa lìa. Pháp thứ 11 là gì? Đó là tỳ kheo si mê do sinh tâm ngã mạn nên không chịu thỉnh vấn học hỏi với các bậc tôn túc sư trưởng. Bên trong thì trí không khai phát, bên ngoài thì lại nói với người khác rằng ta là nhất thiết trí, có nhất thiết trí, vì thế ta có thể tuyên thuyết chánh pháp có thể hiểu nghĩa lý chánh pháp ta có thể đọc tụng kinh luật tất cả pháp tu ta đều thọ trì trăm nghìn pháp nghĩa ta đều đem ra dạy các đệ tử không một người nào sánh bằng ta được tự tâm nhiếp thọ lại đi nói với người khác như vậy người đó chỉ có trí kiêu mạng mà thật không có trí huệ người ấy thường nói với chúng sinh về những công đức của mình thế cho nên tất cả người trong thế gian nghe thấy đều sinh tâm quý trọng tất cả mọi người đều nói rằng đây là vị tỳ kheo hiền thiện đủ nhất thiết trí không một người nào sánh bằng vị tỳ kheo ấy nhưng sự thật tỳ kheo kia hoàn toàn không hiểu biết bên trong thật sự trống rỗng không hiểu gì cả vì trong tâm không có vật cũng như đồ trống rỗng cũng như mây mùa thu xa lìa chánh nghiệp tỏa thiền, niệm Phật, đọc tụng kinh luật, chỉ được những người kém trí cúng dường. Bây giờ có vị tỳ kheo hiền thiện, chuyên lo tu tập chánh nghiệp, tỏa thiền, niệm Phật, đọc tụng kinh luật, nghiêm trì cấm giới, thực hành hạnh bố thí, siêng tu tinh tấn, phan duyên theo thiện pháp, ưa trí huệ tỳ ni, điều phục trang nghiêm, an trụ Phật Pháp, siêng năng tu hành không hề thôi dứt dùng đại bi khuân tập trong tâm đây là pháp môn thực hành của sa môn sa môn ác kia trong tâm trống rỗng không trí tuệ sinh ra ý nghĩ nếu ta hôm nay trông thấy tỳ kheo ấy thì tỳ kheo ấy đem chánh pháp dạy ta như thế vị tỳ kheo kia đối với ta sẽ sinh tâm khinh dễ nếu ta đến thầy tỳ kheo kia học hỏi chánh pháp thì những người đàn việc cúng dường cho ta sẽ không cúng dường cho ta nữa. Đối với ta, họ sẽ sinh tâm kinh tiện. Thế cho nên, hôm nay ta tùy theo chỗ hiểu biết của mình nhiều ít, vì người tuyên thuyết, bất kể người ấy hiểu hay không hiểu cũng được. Ta nhất định không thể đến vị tỳ kheo có đủ tài đức kia mà học hỏi. Những tỳ kheo như thế bên trong trống rỗng, vì sợ người khác kinh tiện nên thuộc về người có tâm kiêu mạng, vọng ngữ, cho nên mất năm học cú. Năm học cú là gì? Trường hợp phá học cú thứ nhất, đó là nói dối. Vì tỳ kheo đó thật sự không biết chánh pháp, thế nhưng lại nói với người khác là mình biết chánh pháp. Đó là người phá học cú thứ nhất. Trường hợp phá học cú thứ hai, đó là trộm cắp. Vì vị tỳ kheo ác kia lẽ ra không nên thọ sự cúng dường của người khác. Đàn việc kia, vì người có trí tuệ, đem tài vật cúng dường. Nhưng vị tỳ kheo ngu si kia, trí tuệ thật kém, mà lại nhận lấy tài vật ấy. Người ngu như thế, tức là kẻ trộm trong Phật Pháp, như thế gọi là phá học cú thứ hai. Trường hợp phá học cú thứ ba, đó là những tỳ kheo lúc đầu tiên xuất gia, thọ lãnh học cú y trì giới mà an trụ do nơi việc trì giới nên tỳ kheo ấy khởi tâm niệm ta hôm nay là người xuất gia còn tỳ kheo ngu si kia nếu không học hỏi thỉnh vấn với người thì có biết gì là trì giới do nghĩ như thế nên trở lại nói với người khác rằng tôi là người hiểu biết chánh pháp rất nhiều như thế gọi là phá học cú thứ ba trường hợp phá học cú thứ tư đó là nạn vấn vị tỳ kheo ngu si kia vì sợ người kinh dễ nên sinh tâm hủy bán chánh pháp pháp mà nói là phi pháp nói phi pháp là đúng pháp đây là trường hợp phá học cú thứ tư trường hợp này cũng thuộc về loại phá học cú thứ nhất trường hợp phá học cú thứ năm đó là trường hợp người kia không hiểu biết chánh pháp đối với những vị đồng tu phạm hạnh nói chánh pháp thì người ấy nói rằng không phải chánh pháp nói ngược lại rằng tất cả các ông không hiểu được pháp thân thâm diệu của phật những lời của các ông nói chẳng phải là lời của phật tỳ kheo ngu si kia nói như thế tức là hủy bán chúng tăng khác nói như sau chỉ có tôi đây mới hiểu biết chánh pháp chúng tăng các ông đều không hiểu như thế là phạm tội hủy bán tăng tất cả đều từ nguyên nhân sợ người khác kinh tiện mà sinh ra. Lại nói với chúng tăng rằng, các ông nói toàn là phi pháp, nhưng kỳ thật những lời của chúng tăng kia là đúng pháp. Như thế là ác tỳ kheo kia đánh mất công đức chánh pháp, phạm tội vọng ngữ rất lớn. Do đó, khi thân hoại mạng chung, bị đọa vào địa ngục. Vì do ác nghiệp không chịu thỉnh vấn học hỏi với các bậc tôn túc sư trưởng, đầy đủ tài đức như vậy. Lại nữa, không chịu học hỏi thỉnh vấn với các bậc tôn túc sư trưởng đầy đủ tài đức còn có lỗi rất lớn, nghĩa là do duyên cớ đó mà sinh tâm ngã mạng. Vì sinh tâm ngã mạng cho nên không chịu vào chốn núi rừng học hỏi vì sợ người khác kinh tiện. Đối với những vị khai thị đạo Pháp cũng không chịu thỉnh vấn. Như thế nào là đạo Pháp? Như thế nào là tâm duyên? phan duyên nơi chỗ nào thế nào là vong thất chánh niệm lại tu nhiếp ở nơi tâm những vấn đề như thế không chịu thỉnh vấn không chịu học hỏi với những vị đầy đủ tài đức đó là do tội lỗi của tâm khinh mạng vậy do người kia không thể được đạo pháp như thế nên trong tâm sinh ra mỏi mệt ngồi kiết già chỉ trong chốc lát thì đứng dậy suy nghĩ pháp này chỉ hư vọng những vị tỳ kheo kia chỉ luống công tu pháp này. Đó chẳng phải là đạo pháp. Thật không có thiền, không có tam ma đề, cũng không có kết quả của thiền, không có kết quả của tam muội Do tâm ngã mạn sợ người khác kinh tiện, nên phỉ bán chánh pháp như vậy. Người ta kiến kia do ác nghiệp ấy, khi thân hoại mạng chung, bị đọa vào ác đạo, sinh trong địa ngục. Bây giờ, Đức Thế Tôn Ca Diếp Như Lai nói kệ rằng, biết thời lìa ngã mạng thỉnh vấn bậc tôn trưởng tỳ kheo siêng tinh tấn mau đến cảnh niết bàn từ người khác nghe học đều vì người diễn nói tự biết lìa ngã mạng tỳ kheo ấy biết kỹ lìa mạng lìa đại mạng biết đạo biết phi đạo như thế biết mình người là tỳ kheo tri túc tâm ngã mạng rất chắc thì tâm bị ngu độn, mong cúng dường tài lợi thì không được tịch tịnh. Người kia do duyên cớ sinh tâm ngã mạn cống cao, không chịu thịnh vấn với các bậc tôn túc sư trưởng, cho nên không thể tỏa thiền, niệm Phật, đọc tụng kinh luật. tỳ kheo như thế thường ăn thức ăn của người để nuôi sống. Người kia chỉ có hình tướng pháp phục tỳ kheo, chỉ mang khư danh tỳ kheo do đó khi thân hoại mạng chung bị đọa vào ác đạo sinh trong địa ngục thế cho nên người xuất gia tu học từ lúc mới tu cho đến khi thân chưa hoại diệt thường phải thỉnh vấn chánh pháp với các bậc tôn túc sư trưởng đầy đủ tài đức thì kheo như thế tâm thường an vui sau khi thân hoại mạng chung được sinh về cảnh giới lành của chư thiên sinh vào chỗ đó rồi tuần tự theo thứ lớp sẽ đến được cảnh niết bàn nhờ xa lìa tâm ngã mạng. 12. Ác pháp chướng ngại thứ 12 gây chướng ngại cho việc tỏa thiền, niệm Phật, đọc tụng kinh luật của tỳ kheo. Pháp thứ 12 là gì? Đó là ưa thích có nhiều người quen biết. Có nhiều người quen biết thì thường hay làm những việc không lợi ích. Tỳ kheo như thế thì chỉ tăng trưởng ái nhiễm. Nếu tỳ kheo có nhiều người quen biết, thì trong tâm sinh nhiều chướng ngại, nhiều rối loạn vì làm nhiều việc vậy. Tâm ý đã bị chướng ngại rối loạn nên không thể tỏa thiền, niệm Phật, đọc tụng kinh luật. Người xuất gia cần phải quán oán thân bình đẳng. Một người quen biết còn không nên gần gũi, huống chi là gần gũi nhiều người quen biết. Nếu giải đãi thì chỉ là tỳ kheo giả danh. Khi đến nhà người khác, mắt thấy sắc thì tâm loạn động nhãn thức khác với trước kia tâm không phan duyên theo pháp tịch tịnh không nhớ nghĩ không quán sát không chánh trực nói năng nhiều lời thấy người quen biết thì để ý nghe tiếng đã nghe tiếng thì tâm phan duyên loạn động có quán sát khác do đó tâm không tịch tịnh vì tâm không tịch tịnh cho nên không tịch tịnh quán sát có chỗ phan duyên nếu thấy người quen biết thì chỉ một niệm cũng đủ làm chướng ngại, huống chi thấy người quen biết trong một thời gian lâu dài. Thế cho nên Sa môn thích tử, dẫu có một người quen biết cũng không nên, huống chi là nhiều người. Nếu có tỳ kheo thường hay gần gũi người quen biết, du hành nơi chỗ đông người, từ chỗ đông người này cho đến chỗ đông người khác cứ du hành như thế, Đối với thân mạng này, niệm niệm hoại diệt mà không hay không biết, tức là mất phần thiện pháp. Nếu mất phần thiện pháp, tức là tự dối gạt mình, thậm chí đến một niệm cũng không thể tu theo chánh nghiệp tọa thiền, niệm Phật, đọc tụng kinh luật. Tỳ kheo biết rõ tội lỗi của việc có nhiều người quen biết, chỉ làm tăng trưởng tâm ái nhiễm. Vì thế không nên gần gũi những người quen biết thế tục. Lại nữa, nếu như những vị đạo sư và thiện tri thức có thể dạy bảo cho đời vị lai được an ổn và chỉ ra con đường niết bàn, tỏa thiền đồng hành, thì nên gần gũi những vị ấy. Đồng hành là gì? Đó là trừ diệt tất cả phiền não, đến thành niết bàn. Đây là bậc thiện tri thức tối thắng đệ nhất. Còn những người tri thức khác là kẻ oan gia, chẳng phải chân thật tri thức. Nếu gặp những người ấy và nói chuyện, đi chung hay cộng sự đều là chướng ngại cho thiện nghiệp. Nếu như những người nào làm cho đời tương lai được đắc lực mới gọi là tri thức, hoặc là chỉ bày tu theo phạm hạnh, hoặc là dạy bảo tu theo chánh pháp, hoặc là dạy bảo sợ sệt đời vị lai, chỉ dạy sợ hãi cảnh tam ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Những người như vậy mới gọi là thiện tri thức. Trái lại, nếu những người nào làm cho ba nghiệp tạo ác nghiệp, xa vào cảnh ác đạo thì không nên gần gũi tất cả những người ấy. Bây giờ, Đức Thế Tôn Ca Diếp Như Lai nói kệ rằng, Nếu chỉ đời vị lai, kia là thiện tri thức, hoặc ngăn dứt ác đạo, lại hay cứu hỏa tai, thường nói pháp lợi ích, lợi ích đời vị lai, đấy là thiện tri thức, làm lợi ích tri thức. Những vị tri thức thù thắng này có vô lượng chủng loại, vô lượng sai khác, dùng phương tiện thuyết pháp mà không cầu nhiều thức uống ăn, không cầu lễ bái rước vào nhà, cũng không chỉ dạy sự ưa thích cảnh ngũ trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc có nhiều tội lỗi. Những người như vậy được gọi là tri thức, nhưng không phải là thiện tri thức. Vị Tỳ kheo hiền thiện cần phải xa lánh không nên gần một vị tri thức như thế, huống chi gần gũi nhiều vị để sinh ra vô lượng tội lỗi. Nếu có những người tri thức đời vị lai làm những việc không lợi ích thì dù được gọi là tri thức, nhưng thật ra đó là những kẻ oan gia. Nếu Tỳ kheo gần gũi hạng tri thức kia thì chỉ làm chướng ngại cho chánh pháp của chính mình là tọa thiền, niệm Phật, đọc tụng kinh luật. 13 Ác pháp chướng ngại thứ 13 làm chướng ngại cho chánh nghiệp tỏa thiền, niệm Phật, đọc tụng kinh luật của tỳ kheo. Thế cho nên sa môn cần phải xa lìa. Pháp thứ 13 là gì? Đó là tỳ kheo đồng ở một chỗ với người ác sẽ gây chướng ngại bỏ bê chánh nghiệp, tỏa thiền, niệm Phật, đọc tụng kinh luật. Có năm trường hợp đồng ở với kẻ ác. Năm trường hợp đó là Trường hợp thứ nhất, đồng ở một chỗ với người ác. tỳ kheo khéo nghiêm trì tịnh giới thiện pháp thứ nhất, có tâm chánh trực, mà cùng với người ác phá giới đệ nhất ở chung một chỗ, thì sẽ không được tự tại. Trường hợp thứ hai, đồng ở một chỗ với người ác. Đó là tỳ kheo không được tự tại, đi qua lại với những người tà kiến, cùng đi chung trong làng xóm hay thành trì, hoặc chỗ đông người, cùng đứng chung, cùng ở chung. Trường hợp thứ ba, đồng ở một chỗ với người ác. Đó là tỳ kheo thường ưa thích đến nhà của những người thân thuộc quen biết trước kia, thích đi đến, muốn gần gũi, cùng mọi người chung nhau đi đến trụ xứ trước kia khi còn ở ngoài thế tục. Trường hợp thứ tư, đồng ở một chỗ với người ác. Đó là trường hợp tỳ kheo sợ bị người khác khinh tiện, khất cầu tri kiến, nên đi đến trụ xứ ác trượt là nơi của luận sư để gần gũi thân cận. Trường hợp thứ năm, đồng ở một chỗ với người ác. Đó là trường hợp tỳ kheo tâm ý loạn động, không thể y theo chánh hạnh tu hành. Đối với thức ăn uống, ngoại cụ, những cảnh ngủ trần trước kia đã từng được thọ dụng, hoặc những người phụ nữ đã từng quen biết gần gũi trước kia, cứ miên man nhớ nghĩ khiến cho tâm ý loạn động tất cả cảnh giới khác đều có thể tránh nhưng cảnh giới này lại không thể tránh vì thế sự nghĩ nhớ cảnh giới ấy là cảnh giới tối tâm thứ nhất bởi vì đối với tất cả chánh nghiệp tọa thiền niệm phật độc tụng kinh luật thật là chướng ngại bao nhiêu cảnh giới khác đều có thể xa lánh duy có một cảnh giới này vì cho là cảnh giới rất vui nên không thể xa lánh đó là tự nơi tự tâm phát khởi niệm phân biệt nơi các cảnh giới xấu ác nên rất là khó tránh chỉ trừ tọa thiền tu pháp tam muội thích chánh quán sát nhớ nghĩ những người thực hành như thế thì mới có thể tránh được bây giờ đức thế tôn ca diếp như lai nói kệ rằng gió không khéo quán sát thổi lửa dục lấy lừng mưa chánh quán sát kia dập tắt không còn thừa. Chúng sinh từ vô thủy bị vô minh che lấp. Nếu thắp đèn trí huệ, dập tắt không còn thừa. Lửa dục si hay đốt, người ngu si địa ngục. Người trí thì không thế, thế nên được niết bàn. Như thế mười ba pháp, yến sáng pháp hay trừ. Thế nên người sợ tội, phải siêng năng trì giới. Ba thứ lỗi căn bản, từ trong thân nhổ ra dùng lửa lớn trí huệ thiêu đốt củi phiền não như trên là thuyết minh quá hoạn cùng ở một chỗ với người ác nên người xuất gia phải tìm đủ phương tiện để xa lánh tất cả người sa môn xuất gia thà ở một mình tu hành đừng nhớ nghĩ nhiều cũng đừng sinh tâm biến nhát đối với những chốn làng xóm những chỗ đô thành chốn đông người trước kia những thú vui trong thời gian quá khứ đừng nhớ nghĩ đừng ưa thích đừng nhớ nghĩ những ngày lễ hội của thời gian trước kia đừng nhớ nghĩ những chỗ đông người chỗ du hành trước kia cũng đừng nuôi hy vọng mong thấy lại không nên nhiếp thọ các đệ tử ác trì thức ác cũng đừng gần gũi họ đừng nên ưa thích cảnh ngũ trần sắc thinh hương vị xúc đừng sinh tâm ái nhiễm đừng đánh mất chánh hạnh Tâm đừng kinh động, cũng đừng hy vọng mong cầu những thứ cần dùng như thức uống ăn, tỏa cụ, thuốc men trong lúc tật bệnh. Đừng mặc cà sa nhiều màu sắc, cũng đừng ủi là cho láng, cho thẳng. Khi tắm gội, đừng dùng chân chà lên thân thể. Đừng nói những lời tạp loạn. Tất cả những điều trên đều phải diệt trừ. Đối với si ám từ vô thủy là pháp sinh tử cực ác, là cửa ngõ đi vào trong năm đạo. Cảnh giới lục trần đừng riêng nhóm lửa làm cho bị thiêu đốt trong tam đầu địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh. Tất cả những kẻ phàm phu ngu si trong thế gian đều bị trôi lăn khắp các nẻo, bị thiêu đốt, bị hủy diệt tất cả vào trong bể khổ, lưu chuyển mãi trong sinh tử mà không chán lìa, cứ luôn bỏ bê sự tu hành, không nghiêm trì cấm giới, nếu người sinh lên thiên giới là người buông lung đệ nhất thì người đó về sau ở trong cõi trời kia thối thất cùng với người bạn lữ trước kia xa lìa người có phước đức thù thắng, tự mình sinh vào chốn Tam đồ địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, thọ khổ tột cùng, bị lửa đốt thiêu, không người cứu tế, bị tâm buông lung phá hoại, bị lửa hối hận đốt thiêu, sinh trong Tam đồ ác đạo. Vì những lý do ấy, cho nên đối với ba cõi phải hết lòng sợ sệt, đối với việc thối đọa đời vị lai cũng phải hết lòng sợ sệt. Tất cả các thời đều phải tu hành theo chánh pháp, không được gián đoạn. Pháp luật như thế, tất cả Như Lai ứng cúng, chánh biến tri, việc hàng chư thiên buông lung mà giảng dạy để đoạn trừ tâm phóng dật. Nếu người nào được sinh thiên, đó là nhờ nhiếp trì tịnh giới. Nếu người nào khéo tu, khéo điều phục tâm tính, những người như thế không bị gọi là người chết. Kỳ thân hoại mạng chung, họ được sinh về cảnh giới an lành và ở trên thiên giới. Tỳ Kheo Ni nên biết những pháp chướng ngại đã nói trên cực kỳ chướng ngại. Chúng khiến cho người tu bỏ bê chánh nghiệp tọa thiền, niệm Phật, tụng đọc kinh luật, là nhân duyên đi vào trong ác đạo đó là một gánh nặng trong sinh tử, rất khó thoát ly. Vì thế cho nên trong các kinh, chỗ nào Đức Thế Tôn cũng dạy bảo dẫn dắt khai thị cho chúng ta xa lìa những ác pháp ấy. Vấn đề này trong kinh Ngũ khổ chương cú thuyết minh. Đức Phật bảo các đệ tử rằng, tất cả thiện nam tử, thiện nữ nhân, các con đã xuất gia vì muốn xa lìa chốn địa ngục khổ đau nên xa lìa cha mẹ vợ con muốn thoát khỏi khổ bị không cùng, tại sao không thể buông bỏ gánh nặng? các đệ tử đồng thanh đáp lại kính bạch thế tôn, chúng con không có gánh nặng. đức phật dạy các con làm đệ tử của phật mặc y phục của ta, không nên tham luyến thân mạng cầu cho được sống lâu đó là gánh nặng của các con. chuyên cầu nhiều đồ cúng dường chứa để tài vật đó là gánh nặng của các con không hòa hợp với người đồng học, đồng tu, trở lại ưa thích gần gũi với bạch y, đó là gánh nặng của các con. Ý mình hiểu biết nhiều, kinh mạng người ngu, kinh dễ người khác, đó là gánh nặng của các con. Tự chuyên theo tính ngông cuồng, ngang ngược, không vâng lời người dạy bảo, đó là gánh nặng của các con. Ăn uống không tiết độ, không chừng đổi, ưa thích uống rượu, ưa ăn ngon, đó là gánh nặng của các con pháp phục không đủ, mặc những y phục thế tục, đó là gánh nặng của các con. Bề ngoài dường như theo đúng chánh pháp, nhưng bên trong lại vô nịnh, đó là gánh nặng của các con. Không kềm chế sáu căn, hủy phá giới cấm, phạm tội ác, đó là gánh nặng của các con. Thu góp tài vật của bá tánh, xây cất chùa chiền đó là gánh nặng của các con. Cúng tế quỷ tử mẫu, cầu nguyện cho được phước đó là gánh nặng của các con. Nương tựa trong Phật pháp mà tự làm tà mạng, dùng chú thuật trị bệnh đó là gánh nặng của các con. Phụ ơn người thí chủ cúng dường, phạm tứ trọng cấm giới đó là gánh nặng của các con. Nương tựa những nhà thế gian nay ở chỗ này mai ở chỗ nọ, không về chùa am để tu niệm đó là gánh nặng của các con người không xa lìa gánh nặng, nhất định sau khi xá thân, sẽ bị đọa vào trong chốn địa ngục. Chúng ta xuất gia tu hành, cần phải siêng năng tu học ba tạng, mười hai bộ kinh. Không nên học tập sách thế tục, để bị người đời che bai, lại làm chứng ngại cho đạo Pháp. Vấn đề này trong kinh Đại Bác Niết Bàn, quyển 26, thuyết minh. Đức Phật dạy rằng, sau khi ta nhập Niết Bàn, có những đệ tử thanh văn ngu si phá giới ưa khởi ra những việc đấu tranh bỏ mười hai bộ kinh không tu học chỉ lo đọc tụng những sách vở ngoại đạo ca ngợi văn chương tay thì biên chép chứa để những vật bất tịnh nói đó là phật cho người như thế khác nào kể dùng gỗ chiên đàn quý giá mà đổi lấy những cây củi tầm thường dùng vàng thâu đổi lấy đá sỏi dùng bạc đổi lấy bạch lạp dùng lụa đẹp đổi lấy vải thô, dùng vị cam lồ đổi lấy thuốc độc. Nếu tỳ kheo ni học tập kỹ thuật thế tục, tự sống tà mạng, phạm giới này rồi thì các thiện thần sẽ lánh xa, bốn vị thiên vương không ủng hộ. Vấn đề này trong kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Quyển 12 Thuyết Minh. Bây giờ, tỳ sa môn thiên vương bạch Phật rằng, Kính Bạch Đức Thế Tôn, nếu có thanh văn đệ tử của Phật xa lìa chánh niệm, xa lìa tư duy, xa lìa chánh quán, xa lìa độc tụng, không vì người khác tuyên thuyết chánh pháp, xa lìa sự tu hành theo chánh pháp, kinh doanh gia nghiệp, làm những việc buôn bán tư sinh, trồng tỉa, lập phường, trồng rừng, trồng trọt cây ăn trái, chứa nuôi tôi trai tớ gái, voi, ngựa, lạc đà, trâu, dê, gà, chó, heo, hưu nai, chim ưng, chim thú, khổng tước, siêng tu sự nghiệp vô chúa, ham xây dựng thành ấp, tụ lạc, theo đuổi sự nghiệp của gia đình, kết bạn với người thế tục, bị họ sai khiến làm mọi việc, sẽ đi làm thông tri sứ mệnh, chất chứa tiền của, uống ăn, y phục, lúa thóc, lụa là. Đối với tài vật của người, lại sinh tâm luyến tiếc, cất giữ. Hoặc học chú thuật, làm người viết, vẽ, dạy bảo người để tự nuôi sống. Những người như vậy, chúng con nguyện sẽ không hộ trì dưỡng dục. Chúng con hôm nay quyết không ở nơi chỗ của chư Phật ba đời, mà cố ý vọng ngữ để phạm tội nhiễm ô. Đức Phật nghe lời của tỳ sa môn thiên vương xong phán rằng, Quý hóa thay, quý hóa thay cho người trưởng phu thân hình tốt đẹp. Ta ở trong vô lượng A-Tăng kỳ kiếp, đối với tất cả Pháp nhẫn khéo tuyên thuyết chánh Pháp tỳ ni chính giới. Như thế, thiện nam tử có tâm siêng năng để lòng hộ trì, dưỡng dục, khiến cho chánh Pháp được cửu trụ. Đó tức là cúng dường chư Phật trong ba đời vậy. Các ông như thế thì được thọ mạng tăng trưởng, tài Phật tăng trưởng, khí lực tăng trưởng, an lạc tăng trưởng, băng đảng tăng trưởng, quyến thuộc tăng trưởng, cung điện tăng trưởng, tính tăng trưởng, giới tăng trưởng, văn tăng trưởng, tinh tấn tăng trưởng, xã tăng trưởng, niệm tăng trưởng, huệ tăng trưởng. Giải thích Đây thuộc về thất thánh tài. Vì do sức nhân duyên tăng trưởng đó có thể mau chóng viên mãn sáu pháp ba la mật, thành bậc chánh đẳng chánh giác cũng như ta hôm nay được thành tựu đấng vô thượng tự nhiên Pháp Vương. Ta hôm nay đem chánh Pháp của Phật phó chúc cho các vị đại quốc vương trong cõi diêm phù đề. Sau khi ta diệt độ, phải hết lòng hậu trì dưỡng dục. Nếu có tỳ kheo xa lìa tâm hổ thẹn, làm nhiễm ô chánh Pháp của ta, sinh lập điền nghiệp, súc dưỡng tôi trai tớ gái, cho đến các loài súc sinh để làm những gia nghiệp nuôi sống. Những tỳ kheo như thế các vị quốc vương trong cõi diêm phù đề cần phải ngăn cản quở trách tẩn xuất khiến cho họ xa lìa những tội lỗi ấy mà hộ trì dưỡng dục thực hành theo chánh pháp chúng ta nên biết học tập kỹ thuật thế tục thì bốn vị hộ thế thiên vương sẽ xa lánh không ủng hộ do đó mà ác pháp tăng trưởng vấn đề đó thấy trong kinh phật tạng quyển trung thuyết minh Đức Phật gọi tôn giả xá lợi Phất báo rằng, Này xá lợi Phất, các tỳ kheo tương lai ưa đọc tụng ngoại thư, ngay trong lúc thuyết Pháp, trao chuốt văn tự khiến cho thính giả ưa thích. Bây giờ ác ma sẽ trợ lực, hoặc loạn mọi người, hoặc làm chướng ngại cho chánh Pháp, hoặc làm cho người tham đắm nên ngữ ngôn, văn tự hoa mỹ. Những người ưa đọc tụng kinh sách ngoại đạo đều bị ác ma làm hoặc loạn, khiến tâm tạm thời an ổn. Nếu có tỳ kheo tu hành theo chánh pháp của Phật, thì ma khiến cho tâm nghi hoặc, khiến cho mọi người không còn cúng dường. Hoặc có tỳ kheo, hai hay ba người đã đọc kinh pháp của Phật, lại khiến cho họ tìm cầu kinh pháp ngoại đạo, tự mình xem coi, tán tháng. Những người đó bị ma mê hoặc, che lấp làm chướng ngại huệ nhãn, rất tham lam lợi dưỡng, thích xem các ngoại thư, chẳng khác gì đoàn người mù bị dối gạt, tất cả đều bị sụp xuống hố sâu mà chết. Này xa lợi Phất, những người sanh manh, tức là những tỳ kheo bỏ đạo vô thượng của Phật, mong cầu kinh sách của ngoại đạo. Những người dối gạt kia, tức là chỉ cho ác ma, hố sâu tức là chỉ cho đường tà vậy. Này xa lợi tử, như đoàn người mù bỏ lại Phật của mình đã được, muốn đến một vị đại thi chủ. Do đó mà tất cả đều bị sụp xuống hầm sâu. Các đệ tử của ta cũng giống như vậy. Xa lìa y phục thâu xấu, những thức ăn uống đảm bạc, đi đến vị đại thi chủ, mong cầu những đồ cúng dường thật tốt, ngon. Vì duyên cớ tham cầu lợi dưỡng thế gian nên mất đại trí huệ mà phải xa vào hầm sâu A Tỳ địa ngục vậy đọc đoạn văn trên chúng ta nên biết, sau khi xuất gia rồi mà học tập kỹ thuật thế tục, thì nhất định sẽ được ma vương ủng hộ, cảm đến những người thế tục ngu si được họ tán thán khen ngợi, nhưng chắc chắn sẽ bị những trí thức kinh dễ, cho rằng người xuất gia mà còn đi tham cầu danh lợi, tự mình không biết hổ thẹn, không khác gì người thế tục. Trong tất cả những kỹ thuật thế gian, y dược là đứng đầu, hay còn bị người khủy bán, kinh dễ, huống chi làm những nghề khác, thì sao tránh khỏi những sự chê bai? Hơn nữa, y nghiệp thuộc về việc từ thiện. Dù chấn trị cho đồng nhân, cũng khó khỏi duyên kết oán, khó tránh khỏi sự làm ơn mà bị đem cừu thù trả lại. Chúng ta nên biết, Đức Thế Tôn là bậc đại trí huệ vì cứu lành bệnh cho ông đề bà Đạt Đa mà còn bị khủy bán, sự kiện ấy trong luật tứ phần quyển 40 thuyết minh. Bây giờ tôn giả Đề Bà Đạt Đa nghe Đức Thế Tôn bị bệnh, nên đến chỗ Thế Tôn, đầu mặt lễ dưới chân Phật, đoạn lui xuống đứng sang một phía. Khi ấy tôn giả Đề Bà Đạt Đa trông thấy tứ bộ chúng ở trước Đức Phật đông đúc nên suy nghĩ. Ta hôm nay nên bắt chước Thế Tôn uống thuốc để cho tứ bộ chúng đến thăm hỏi ta cũng như Đức Thế Tôn suy nghĩ như thế xong tôn giả liền đến bên kỳ bà y vương nói rằng tôi uống cùng thứ thuốc của phật ông nên cho tôi thứ thuốc đó để uống kỳ bà đáp thế tôn uống thuốc đó tên gọi là La diên thuốc này không phải ai cũng uống được trừ bậc chuyển luân vương và những bậc đã thành tựu bậc bồ tát như lai mới có thể uống thuốc ấy đề bà đạt đa nói nếu ông không cho tôi uống tôi sẽ lấy mạng của ông Bây giờ Kỳ Bà do sợ bị đoạt sinh mạng nên lập tức đưa thuốc cho Đề Bà Đạt Đa. Sau khi uống thuốc đó, Đề Bà Đạt Đa liền lâm trọng bệnh, thân tâm đều khổ, nhưng ông không được người nào chăm sóc, chỉ nằm một mình không người thân hậu. Đề Bà Đạt Đa suy nghĩ rằng, hôm nay ta bị khổ não như vậy mà không ai cứu hộ, chỉ có Đức Thế Tôn là được người cứu hộ. Bây giờ, Đức Thế Tôn biết tâm niệm của đề bà Đạt Đa, từ non kỳ xà quật, trên thân Ngài phóng ra quang minh thí dược, chiếu đến thân của đề bà Đạt Đa, làm cho tiêu tan tất cả cơn đau đớn. Khi ấy bệnh của đề bà Đạt Đa được lành, sau đó không bao lâu, ông ta liền đi đến những con đường hẻm, những nơi thôn quê khéo lánh trong thành vương xá, reo rào rằng, Thái tử Tất Đạt Đa bỏ ngôi chuyển luân vương xuất gia hành đạo, nhưng bây giờ đã chuyển sang làm nghề y để nuôi sống tại sao tôi biết chuyện đó vì vừa rồi thái tử của trị bệnh cho tôi được lành nên tôi biết rất rõ khi ấy quý tỳ kheo nghe những lời đó trong số những vị ấy có những vị tri túc thiểu dục thực hành hạnh đầu đà ưa học giới pháp biết hổ thẹn liền hiềm trách đề bà đạt đa rằng như lai rất tự mẫn đối với ông thế mà ông không trả ơn, sao lại còn đi rêu rao những lời ác như thế? Quở trách xong, quý tỳ kheo đó đến chỗ Đức Thế Tôn, đầu mặt đảnh lễ chân Phật, bạch rằng. Chính bạch Đức Thế Tôn, lòng từ mẫn của Thế Tôn thật chưa từng có. Đức Thế Tôn đã trị lành bệnh cho đề bà Đạt Đa. Thế nhưng ông ấy đã không biết trả ân, lại còn gieo tiếng oán. Đức Phật bảo các tỳ kheo rằng, chẳng những hôm nay ta từ mẫn đối với đề bà Đạt Đa, mà từ trước đến nay ta luôn từ mẫn đối với ông ấy. Nhưng ông ta đã không trả ơn. Tại sao thế? Chính trong thời quá khứ xa xưa, có một vị quốc vương hiệu là nhất thiết trí, trị vì cõi diêm phù đề. Cõi này đất đai bằng phẳng, rộng lớn, nhân dân đồng đúc, gió hòa mưa thuận. Hoa màu trúng mùa, không nơi nào sánh kịp. Toàn cõi diêm phù đề có 84.000 thành, 5.000 ức tụ lạc theo biên giới có sáu muôn thành trong quốc độ ấy lúc bấy giờ có một bệnh nhân đến chỗ vua nhất thiết trí tâu rằng muôn tâu bệ hạ con hôm nay bị bệnh khổ không người cứu độ duy chỉ có đại vương có thể cứu giúp cho con mà thôi sau khi nghe bệnh nhân đó tâu như thế quốc vương nhất thiết trí lập tức hạ chiếu chỉ triệu tập các y sư trong cõi diêm phù đề rồi truyền bệnh nhân đến để các y sư chẩn đoán bệnh. Vua hỏi các y sư, bệnh nhân như thế thì phải dùng thuốc gì để trị? Các y sư sau khi xem bệnh, Tâu lên vua rằng: "Muôn Tâu Thánh thượng, bệnh này người thường không thể cho thuốc được, duy chỉ có bậc Bồ Tát đã thành tựu từ tâm mới có thể cho thuốc được mà thôi." Vua lại hỏi: "Thế thì cần thuốc gì?" Các y sư tâu Muôn tâu thánh thượng, bệnh nhân này nếu được ăn thịt sống, uống máu tươi của Bồ Tát có từ tâm, thì trong vòng 29 ngày sẽ khỏi bệnh. Sau khi nghe các y sư tâu như thế, vua nhất thiết trí tự nghĩ rằng, ta ở trong sinh tử không biết bao nhiêu số kiếp, luân hồi không ngần, thọ các nỗi thống khổ, hoặc đọa trong tam đồ địa ngục, ngã quỷ súc sinh. Bị đọa trong địa ngục thì bị cắt chân, cắt tay, thẻo tai, thẻo mũi, móc mắt, chặt đầu, rốt ráo, có được lợi ích gì đâu. Suy nghĩ như thế xong, nhà vua liền đem quốc gia giao lại cho quần thần, vào trong chốn vắng vẻ, tư duy tứ vô lượng hạnh. Sau đó ngài dùng dao bén, cắt thịt trên bắp vế, lấy máu, rồi sai sứ đem về cho bệnh nhân dùng. Cứ như thế suốt thời gian 29 ngày. Qua hết thời hạn, nhà vua hỏi sư giả rằng Bệnh nhân hôm nay như thế nào? Sư giả Tâu, muôn tâu thánh thượng, hiện nay bệnh nhân đã hoàn toàn bình phục. Đức vua phán, khanh hãy dẫn người bệnh ấy đến đây cho ta xem. Sư giả tuân lệnh, đưa người bệnh đi tắm gội sạch sẽ, đem y phục mới cho mặc vào rồi dẫn đến ra mắt đức vua. Đức vua hỏi, bệnh tình của khanh hôm nay như thế nào? Bệnh nhân đáp, đã lành. Vua phán, thế thì tùy ý Khanh muốn đi đâu thì đi. Bây giờ, người kia ra khỏi ngọ môn, chân bên mặt, vấp phải ngạch cửa nên bị đổ máu. Những người khác trông thấy hỏi rằng, Nam tử, chân của ông tại sao lại bị đổ máu như thế? Người ấy liền đáp, nhà vua kia là người phi pháp, ta ở trong ngọ môn của ổng, bị vấp phải ngạch cửa nên bị đổ máu như vậy. Mọi người nghe như thế cùng nói rằng, thật là một người vô ân chưa từng có. Vua nhất thiết trí suốt 29 ngày đem máu thịt trên thân trị bệnh cho hắn được lành. Thế mà hắn chẳng những không báo ân lại còn gieo tiếng oán. Đức Phật bảo các tỳ kheo rằng các thầy nghĩ sao vua nhất thiết trí lúc đó chính là ta ngày nay vậy. Bệnh nhân đó chính là ông đề bà Đạt Đa hôm nay. Trong thời gian quá khứ trước kia ta dùng từ tâm thương xót ông ấy nhưng ông ta không biết trả ân hôm nay cũng như vậy ông ấy không biết trả ân bây giờ đức thế tôn vì đề bà đạt đa mà nói kệ rằng tất cả các núi biển ta không cho là nặng người không biết trả ân ta cho là rất nặng người không biết trả ân bị bệnh hủi ác tật hoặc bị bệnh lát trắng không trả ân như thế Thế nên các thầy tỳ kheo, các thầy cần phải nghĩ nhớ đến những người thi ân mà lo báo ân, cần phải tu học như vậy. Nếu tỳ kheo nê chúng ta là hàng phạm phu liệt trí, dù có người thật đầy đủ các kỹ thuật, học thông suốt trung y lẫn tây y, chăm cứu, giải phẫu, tốt nghiệp nội ngoại toàn khoa, có kinh nghiệm chẩn trị đến số trăm nghìn bệnh nhân, sau khi xuất gia rồi không nên trị bệnh nữa. Vì nếu tiếp tục trị bệnh thì sẽ chướng ngại bỏ bê việc tu hành. Dù rằng Đức Thế Tôn cho phép tỳ Kheo Ni làm y sư, có thể chẩn trị cho đồng nhân, cũng khó viên mãn duyên của chúng, cũng khó viên mãn nguyện của chúng, có trị bệnh nghiệp, có tránh khỏi những lời tật đố chê bai. Giải thích thêm, trong luật có nói rõ ràng, Đức Phật cho phép y sư xuất gia, được chẩn trị bệnh cho người xuất gia, nhưng không được trị bệnh cho người thế tục, không được trị bệnh để mưu sinh, hoặc là mong cầu được tiếng khen. Dù rằng làm hết nghĩa vụ, thậm chí biếu tặng thuốc không lấy tiền, cũng khó tránh khỏi bị khủy nhục, chê bai, nói xuôi, nói ngược, hủy bán hết chỗ, không còn thừa. Như thế thì đối với bản thân mình có lợi ích gì? hao tổn tinh thần, luống phí thời gian, chướng ngại, bỏ bê chánh nghiệp. Đối với người thì khiến họ tăng thêm tội ác, hủy bán, tạo khổ nhân trong chốn tam đồ. Thật là đáng buồn đau. than ôi, thiện duyên khó mãn, việc lành khó tròn. Vì người mà lụy cho mình, trở lại mất nhân lành. Làm ơn mà chút lấy oán cừu, kết duyên thành oán sự việc này đâu phải trí liệt đức kém của phàm phu mà có thể kham chịu được ư thế cho nên chúng ta không nên học nghề y thuật làm việc trị bệnh sẽ chướng đạo trái với lời phật dạy dù cho tài năng bác học sau khi xuất gia rồi không được làm nghề cũ huống chi sau khi xuất gia lại bắt đầu đi học các nghề kỹ thuật của thế tục vi phạm cấm giới của như lai hủy nhục phật pháp chướng ngại đạo nghiệp của chính mình. Sau khi xả thân bị đọa vào địa ngục, thế thì không kiếp sợ hay sao? Thời mạt pháp, tăng ni rất dễ phạm giới này, cho nên tôi tường thuật những việc trên để tiện cảnh sách mà thôi. Vậy trong mong tất cả đồng nhân của tôi đừng nên nhàm chán sự xem đọc thì sẽ được công đức vô lượng vô biên vậy.